Hôm nay là ngày 23 tháng 11, 2019. Trước bàn thờ Tổ quốc, chúng con là thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Còn mẹ chấm dứt. Hoa Lê xin trân trọng kính chào Tổng thống Đặng Minh Quân, kính chào quý giới chức, quý đại biểu, quý đồng nhiệm của Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cùng tất cả đồng bào, anh chị em, cô chú bác khắp nơi trên toàn thế giới. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân, xin kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu và quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam, lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và xin kính chào quý cô dì chú bác, các anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước. Thì lại hôm nay cũng là hai ngày lại tiếp tục live stream, thì cũng như thường lệ Hoa và chị Kim nói về Tổng thống Đào Minh Quân, nói về hiện tình đất nước và kêu gọi trưng cầu dân ý. Thì bây giờ mở màn chị Kim hôm nay là đặc biệt để chị Kim hôm nay thì Pha và chị Kim sẽ đọc thơ của Tổng thống Đào Minh Quân. Từ trước tới giờ thì livestream thì chị nói về tiểu sử Tổng thống Đào Minh Quân, nhưng mà nếu chúng ta nói tới thơ thì cũng nói về tiểu sử của Tổng thống. Tổng thống là một người rất là nhiều tài, thơ phú hay là tất cả mọi lĩnh vực. Thành ra chúng ta nói về thơ của Tổng thống Đào Minh Quân trong cái lúc mà Tổng thống lui vào sa mạc tu để tìm đường cứu nước, thì bỏ lại phu nhân và gia đình, và những bài thơ nói lên tấm lòng chung thủy của Tổng thống Đào Minh Quân. Nên tất cả chị em đã thấy Khoa viết cái tựa, thì hôm nay mình nói về tình hình đất nước và mình nói một vị tổng thống như thế nào để xứng đáng là một vị lãnh tụ, là một vị tổng thống để mà giúp dân cứu nước khi mà Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Trong khi đất nước Việt Nam đang lầm than, thì Ngài Đào Minh Quân lúc nào cũng trăn trở về đất nước và con người Việt Nam đang gặp một cái kiếp nạn Tàu xâm lược. Cho nên trong cái tấm lòng của Ngài lúc nào cũng nhớ về, nghĩ về đất nước và dân tộc Việt Nam. Ngài có đặt bài thơ, thơ của Ngài đặt ra thì rất là nhiều. Bài nào khi Kim đọc lên cũng thấy bùi ngùi xúc động, tại vì Ngài có một tấm lòng rất là cao cả, mà dân Việt Nam chúng ta có được một cái phước lớn là có được một vị Minh Quân, Ngài Đào Minh Quân đang trải lòng ra để cứu dân tộc Việt Nam. Ngài đặt thơ và đặt nhạc rất là nhiều, trong đó toàn là nói lên cái tấm lòng của Ngài đang trăn trở vì đất nước. Thì bài thơ mà Kim đọc có tên là Độ, trong đó nói lên những cái suy nghĩ của Ngài. Thì sau khi Kim đọc thì Kim sẽ giải thích thêm. Ba tánh lầm than lòng khổ đau, ngặt vì nghiệp chướng tự chôn sâu. Thời chưa có thế đành kiên nhẫn, nhân vẫn chưa hòa phải đợi lâu. Thánh đức nguồn ơn đang kết độc, thiên ân tụ phước sẽ hiển thâu. Huệ quang phù giúp khai tân đạo, long hội vượt qua cuộc bể dâu. Ngài có cái bút hiệu là Nam Quán, năm 1989. Thì trong cái bài thơ này nói
đất nước Việt Nam của chúng ta gặp một cái nghiệp chướng mà đã chôn sâu từ lâu rồi, gặp một cái kiếp nạn lúc nào cũng chưa được yên. Những cái họa chiến tranh của những nước lớn để muốn chiếm lấy đất nước của chúng ta. Tại vì cái đất nước Việt Nam, các nước lớn đều nhìn vào và muốn xâm chiếm, đặc biệt là những nước độc tài, họ rất muốn chiếm nước Việt Nam. Thì Ngài đặt những câu thơ là bá tánh lầm than lòng khổ đau. Tất nhiên là dân tộc Việt Nam đang điêu linh lầm than và lòng của Ngài lúc nào cũng không yên. Ngặt vì nghiệp chướng tự chôn sâu, là đất nước Việt Nam gặp một cái kiếp nạn đã từ lâu lắm rồi. Thời chưa có thế đành kiên nhẫn. Từ ở ngoài miền Bắc á, thì hơn 70 năm và trong miền Nam thì cũng đã 44 năm rồi. Và đến nay thì đất nước Việt Nam vẫn chưa được tự do. Ngài vẫn trăn trở và Ngài tìm ra cách nào để cứu dân tộc Việt Nam. Cho nên chưa có thế thì Ngài phải đành kiên nhẫn chờ đợi. Dân Việt Nam cũng phải kiên nhẫn chờ đợi. Nhân vẫn chưa hòa phải đợi lâu. Dân tộc Việt Nam của chúng ta bị nạn Hán hóa và người Tàu đã vào xâm chiếm đất nước Việt Nam từ lâu lắm rồi trong lịch sử. Các vua của đất nước Việt Nam ngày xưa cũng đã bị những... ở Tàu ngày xưa chia ra là nhiều nước nhỏ, người Hán, người Mông, người Nguyên, mà thành ra là đều muốn xâm lấn đất nước Việt Nam chúng ta hết. Thì trong các triều đại của các nhà vua của nước Việt Nam đều phải giữ gìn đất nước. Cho đến ngày hôm nay thì vẫn còn được nước Việt Nam. Nhưng mà trước cái họa Tàu Cộng bây giờ thì có thể nước Việt Nam sẽ mất luôn, không có thể lấy lại được nếu mà không có Ngài Đào Minh Quân. Và dân tộc Việt Nam vì cái kiếp nạn của người Tàu xâm lược, cho nên họ vào nước Việt Nam á, họ làm cho đất nước, người dân của Việt Nam chia rẽ với nhau. Họ dùng cái chính sách chia để trị, có nghĩa là 10 thì họ tách ra làm 10 và 1. Cái 1 đó thì nằm trong sự nghi ngờ, và những người nào mà nằm trong nhóm đó á, thì là trong cái nhóm 10 người đó mà nếu nghi ngờ người nào á, thì đẩy người đó ra. Cho nên nó làm cho nghi kỵ với nhau. Người dân Việt Nam cứ người này nghi người kia nghi người nọ, không có đoàn kết với nhau. Cái thuật mà chia để trị của người Tàu đối với người Việt Nam rất là thâm độc. Cho nên người Việt Nam đã bị vướng vào cái ma mảnh của người Tàu đó. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta nên đoàn kết với nhau và đừng có nghi ngờ với nhau. Tại vì nếu mà chúng ta nghi ngờ nhau thì chúng ta đã lọt vào cái bẫy của Cộng sản là chia để trị. Cho nên làm cho người dân Việt Nam không có hòa thuận. Vì nó có rất là nhiều cái bản tính của người Tàu đem vào đất nước Việt Nam là toàn là những cái bản tính mà nó không được tốt đẹp. Chẳng hạn như là lúc nào cũng cho ta là cái rốt của vũ trụ, lúc nào chúng ta là tài giỏi hơn người, cái tôi của mỗi một người quá lớn. Ngay cả ở đất nước Tàu cũng vậy, người ta cũng nói là đất nước Tàu có rất là đông dân, tới 1.300.000.000 dân. Nhưng nếu mà họ đoàn kết thì thế giới tự do chúng ta chống họ không nổi đâu. Nhưng mà đã đỡ một cái là họ rất là chia rẽ. Và cái bản tính chia rẽ đó của người Tàu á, nó đã lan qua bên đất nước Việt Nam của chúng ta. Thành ra người Việt của chúng ta cũng không đoàn kết. Thành ra Ngài mới đặt cái câu là nhân vẫn chưa hòa phải đợi lâu. Hiện tại bây giờ á, là Ngài đang chờ đợi người dân Việt Nam đoàn kết với nhau. Bây giờ thậm chí khi mà Ngài đã có những cái chiến lược để cứu đất nước Việt Nam, thì mỗi khi mà Ngài xuất hiện á, thì có rất nhiều hội đoàn và cũng bắt chước theo cái đường đi, cái nước bước của Ngài vậy đó. Thí dụ như Ngài xuất hiện và Ngài
gặp những người khi mà những nhân vật của Hoa Kỳ đến đến thăm chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, thì ở bên những hội đoàn khác họ cũng kiếm những cái người nước ngoài giống như người Mỹ, người da trắng vào trong cái nhóm của họ, rồi họ cũng gặp như vậy đó. Thì để cho người dân không có biết đâu là thật đâu là giả hết. Thành ra cái sự chia rẽ đó không có tập trung lại, không có đoàn kết lại nhau. Tại vì người Việt của chúng ta không có nghĩ là Tàu đang xâm lược, mà cứ nghĩ cái tôi của mình quá lớn. Ngày xưa quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì có nhiều tướng tá rất là tài giỏi, và ngặt một nỗi là những người tướng tá đó lại không có những cái chiến thuật chiến lược để chống Tàu, mà phải để cho một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ mới cấp bậc trung úy mà thôi. Ngài đã nhận cái chức thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trong khi đất nước còn đau khổ. Nhưng mà khi mà ngài nhậm chức đó, có một cái video nói về cái ngài tổng thống, bây giờ là ngài là tổng thống, lúc ngài nhậm chức thủ tướng đó, thì với hai hàng lệ, tại vì lúc đó ngài còn rất là trẻ mà phải nhậm chức đó, tại vì tất cả những người ngày xưa đó không ai dám đứng ra để đảm nhận cái chức vụ thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hết. Và cuối cùng thì ngài được cử ra, ngài cũng chưa biết là làm gì, chưa biết làm gì để cứu đất nước, cho nên ngài rất là lo âu. Thì khi mà ngài đã nhậm chức thủ tướng rồi, thì ngài phải vào trong sa mạc để tìm, để tu thiền, để tìm cách nào, để dùng cái chiến lược nào để cứu đất nước Việt Nam. Trong khi những hội đoàn khác không có một chiến lược chiến thuật nào, thì tại sao không cùng với ngài chung vai chung sức để đoàn kết với nhau để cứu đất nước Việt Nam mà chia rẽ? Cho nên ngài đặt cái câu là nhân vẫn chưa hòa phải đợi lâu. Ngài cứ chờ đợi đến khi nào mà người dân Việt Nam có ý thức, và cái số người có ý thức nó càng nhiều á, thì lúc đó chúng ta mới ở cái thế mạnh được. Và hiện tại bây giờ ngài đã ra cái chiến lược là trưng cầu dân ý, đang kêu gọi, và từng ngày người dân Việt Nam càng có nhiều người để trưng cầu dân ý thì đất nước Việt Nam mới mau được cứu. Thánh đức nguồn ơn đang kết độc, thiên ân tụ phước sẽ hiển thâu, huệ quang phù giúp khai tân đạo, long hội vượt qua cuộc bể dâu. Thì ở đây là ngài rất tin vào trời Phật Thượng Đế, và ngài đang cầu, chúng ta cũng đang cầu nguyện để Thượng Đế trời Phật giúp chúng ta vượt qua những cái kiếp nạn này. Thì đó là những cái điều mà chúng ta có thể nói là không thể nghĩ bàn. Tại vì đất nước Việt Nam điêu linh, và bao nhiêu người đã ngã xuống vì chiến tranh, không biết bao nhiêu là sinh linh phải chết oan. Thì trong đó, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta chỉ cầu mong rằng Thượng Đế trời Phật hãy giúp cho chúng ta là những người có tiếng nói chính nghĩa, và ngài cũng xin những người dân Việt Nam xin một lời nói chính nghĩa để chúng ta cùng chung tay góp sức để xây dựng đất nước, cứu lấy đất nước Việt Nam. Ngoài ra, nếu chúng ta thờ ơ quá thì chúng ta phải gặp một cái kiếp nạn là mất nước thôi. Cho nên những cái tâm tư của ngài đã bỏ ra, những cái công sức của ngài đã bỏ ra, thì cho đến hôm nay đất nước Việt Nam đã trải qua 44 năm rồi của miền Nam Việt Nam. Từ sau năm 75, cái chiến thuật chiến lược của ngài bây giờ là thủy thác công, là trưng cầu dân ý. Những lá phiếu trưng cầu dân ý đó là những từng giọt nước đổ vào. Thì một ngày nào đó, nếu mà những giọt nước đó nó nhiều lên, thì mở ra, sẽ ra một cái dòng thác chảy, dòng thác đổ xuống, thì cuốn trôi tất cả rác rưởi,
Rác rưởi ở đây là chế độ Cộng sản Việt Nam, phải trôi đi, phải bị cuốn trôi đi. Cho nên Kim cũng kêu gọi người dân Việt Nam mỗi một ngày sẽ thêm nhiều người tỉnh thức, biết rằng mình phải tự cứu mình chứ không ai cứu mình hết. Thế giới tự do đang giúp mình, nhưng họ nhìn vào họ thấy là mình muốn được cứu. Bây giờ thí dụ như là mình đang chết trôi giữa dòng đi, thì người ta thảy một cái sợi dây cho mình nắm, người ta biểu nắm sợi dây này đi, nhưng mà mình không nắm thì làm sao mình được cứu được. Cho nên cái sợi dây mà thảy ra giữa dòng đó, đó là lá phiếu trưng cầu dân ý. Người dân Việt Nam nên tỉnh thức để nắm lấy cái sợi dây đó, để cho ngài kéo lên qua khỏi cái bến bờ nguy hiểm. Thì cái link trưng cầu dân ý mà Kim cũng nhắc đi nhắc lại, cái link mà dễ nhất đó là www.trưngcầudaniytcgiys.us. Khi nhấn vào link đó thì sẽ hiện ra bốn chữ in tờ cờ giờ y dài. Chúng ta nhấn tiếp tục vào bốn chữ đó thì sẽ hiện ra một lá phiếu cho chúng ta điền vào. Trước tiên là chúng ta điền họ, tiếp theo là chúng ta điền chữ lót, rồi tên, rồi ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh thì chúng ta điền mỗi một, thí dụ ngày thì ghi là hai chữ số, thí dụ năm Tây ghi 05, tháng thì chúng ta ghi, thí dụ như tháng 4 thì chúng ta ghi 04, năm thí dụ năm 1985 thì chúng ta ghi là 1985. Sau đó chúng ta điền địa chỉ của chúng ta vào, và chúng ta là quốc tịch gì thì chúng ta điền vào. Trong đó có những câu hỏi, chúng ta có đồng ý ủng hộ cho ngài Tổng thống Đào Minh Quân để cứu lấy đất nước Việt Nam hay không? Ngài Tổng thống Đào Minh Quân trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, để cứu lấy đất nước Việt Nam không? Thì nếu chúng ta đồng ý, chúng ta nhấn vô chữ có. Rồi chúng ta có muốn tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hay không? Thì nếu chúng ta muốn tham gia, chúng ta nhấn vào chữ có. Thì ở đây Kim cũng kêu gọi tất cả những người dân Việt Nam, những người nào là trong độ tuổi thanh niên, thanh nữ, thì khả năng có thể tham gia vào để giúp chính phủ. Sau khi chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về đất nước thì các bạn tham gia vào để giúp cho đất nước mình mau hồi phục. Tại vì cái đất nước Việt Nam bây giờ là giống như là một cái người bệnh mà sắp chết vậy đó. Cho nên là nếu mà ít người tham gia giúp đất nước thì đất nước Việt Nam sẽ thời gian rất là lâu mới vươn lên được. Còn nếu mà nhiều người tham gia vào giúp thì đất nước Việt Nam sẽ mau ngẩng đầu lên và sẽ sánh vai với các nước trên thế giới. Hiện tại bây giờ sau 44 năm thì đất nước Việt Nam đã đi lùi quá xa. Tại vì đất nước của các nước ở thế giới bên ngoài á, thì họ văn minh quá chừng. Trong khi 44 năm rồi, nước Việt Nam chưa làm được một cái điều gì gọi là có tiến bộ cả. Ngay cả một cái người ta hay nói là chưa có sản xuất được một con đinh ốc nữa. Đó, thành ra trong khi thế giới tự do người ta vươn lên quá xa, thành ra Kim cũng kêu gọi tất cả những người độ tuổi trên 18 tuổi nên tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa khi ngài Đào Minh Quân trở về đất nước Việt Nam. Xin lỗi. Để chúng ta góp phần góp sức vào xây dựng đất nước. Và khi mà chúng ta góp phần góp sức vào Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về thì những người tham gia đó sẽ có lương. Trong những cái thông báo trong YouTube thì Kim cũng có nghe là mức lương tương đối khá chứ không có tệ. Tại vì á, có nhiều người hỏi Việt Nam Cộng Hòa về, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về, tiền ở đâu mà xây dựng đất nước. Xin thưa là có tất cả đầy đủ, chứ người dân Việt Nam không phải lo vấn đề đó. Tại vì khi ngài Đào Minh Quân đã cứu đất nước Việt Nam thì là ngài chắc chắn xây dựng đất nước được, cho nên ngài mới làm. Đó là
Trong khi mà chiến tranh Việt Nam xảy ra từ năm 1954 cho đến sau năm 75, người dân Việt Nam tưởng là đã hòa bình nhưng mà không phải, chiến tranh chưa chấm dứt. Và những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng chưa có giải ngũ. Có nhiều người người ta nghĩ là người ta đã ra khỏi quân đội rồi, không phải, xin thưa không phải. Đó là chỉ ngừng lại thôi và thay đổi chiến thuật, chiến lược. Tại vì người dân Việt Nam trong chiến tranh, người dân Việt Nam chết nhiều quá. Tại vì Tàu Cộng đang âm mưu giết cả dân tộc Việt Nam, cho nên Việt Nam Cộng Hòa và thế giới tự do không thể để người dân chết nhiều quá. Đó là một cái tính cách quá nhân đạo của những người ở thế giới tự do. Nhưng mà người dân Việt Nam không có thấy được điều đó. Cho nên khi mà Ngài Đào Minh Quân cứu lấy đất nước Việt Nam thì nhiều người rất là thờ ơ. Nhiều người rất thờ ơ, trong khi chúng ta là đang ngồi trên cái nồi nước mà đang đun nóng dần, chúng ta không hay. Cho nên là ở đây Kim nói thêm để cho nhiều người dân Việt Nam phải hiểu rằng chúng ta đang được cứu. Và nếu không có Ngài Đào Minh Quân, duy chỉ có một mình Ngài Đào Minh Quân thôi là cứu được đất nước Việt Nam. Nếu không có Ngài Đào Minh Quân, những ngày sắp tới đây đất nước Việt Nam sẽ tệ hại vô cùng. Tại vì Tàu sẽ vào nước Việt Nam. Điển hình là Kim nhắc lại tất cả những người Việt Nam, có lẽ không ai mà không biết, có một thời ở trên YouTube Kim cũng thấy là ông Bùi Hiền, ông đang thay đổi tiếng Việt, có phải hay không quý vị? Thay đổi tiếng Việt. Và tại sao tiếng Việt của chúng ta rất hay như vậy mà lại đổi bằng một cái tiếng Việt mà đọc không có ra chữ? Nó rất là kỳ. Tại sao mà họ làm như vậy? Tại vì họ muốn đồng hóa dân Việt Nam thành người Tàu. Trước tiên là đồng hóa cái đã, có nghĩa là họ không cho người Việt thành người Việt nữa, mà là trộn lẫn giữa người Việt và người Tàu. Tại sao? Tại vì cái người Tàu đó họ không nói được tiếng Việt. Ở Việt Nam á, Kim có biết một cái người đó là lúc đó họ cũng chạy cộng sản bên Tàu đó, họ chạy qua Việt Nam họ sống. Thì Việt Nam á, thì quý vị cũng thấy là ở Chợ Lớn á, dân người Tàu nhiều lắm, là tại vì năm đó là người ta đã chạy, nghe nói là người ta chỉ có cái gánh thôi, người ta chạy từ bên Tàu qua Việt Nam để người ta chạy cộng sản đó. Thì hôm đó Kim ở Việt Nam, Kim mới nghe cái ông đó, ổng thấy một cái đứa nhỏ mà nó đang khỏ khỏ cái kiến á. Thì Kim cũng sơ ý, không có để ý, nhưng mà Kim nghe nói là bẻ chén, bẻ chén, bẻ chén. Kim nói, ủa ai nói bẻ chén mà chén dòm, không có thấy cái chén mà là thấy cái kiến. Cho nên cái người Tàu người ta không có phát âm của cái tiếng Việt rõ. Từ chỗ đó họ mới chế ra cái chữ mà họ sẽ định đồng hóa người dân Việt Nam chúng ta bằng cái chữ mà của ông Bùi Hiền là cũng đã đưa ra đó. Thành ra những cái chữ đó mình thấy khi mà nói lên á, nó không ra tiếng Việt mà nó cũng chẳng ra tiếng Tàu. Đó, chẳng hạn như cái chữ mà trục trặc á, thì chữ trờ đó nó thành chữ cờ. Mà mình á, khi phát âm lên á, nói thiệt là Kim chỉ nói được chữ thôi, còn chữ sao Kim không dám nói, là tiện nghe nó kỳ dữ lắm. Trục trặc thì nó thành chữ cục rồi gì đó. Cho nên là người Việt Nam chúng ta có thể mà yên tâm, có thể đồng ý được hay không với cái chữ như vậy. Mà nếu chúng ta bây giờ chúng ta không tự thay đổi chúng ta không tự cứu chúng ta, thì một ngày gần đây cái tiếng Việt nó sẽ thành cái tiếng đó đó quý vị. Tại vì đầu tiên họ sẽ cải cách bằng cách là cho con nít đó, nó đi học trường nó trước, nó đi học cái chữ đó trước. Rồi từ từ khi con nít đó đi học chữ đó, rồi tới bậc tiểu học nè, rồi sẽ bậc trung học nè, rồi nó sẽ lên bậc đại học. Và cái thế hệ của những người mà lớn tuổi thì từ từ họ sẽ chết đi. Cái kế hoạch của người Tàu rất là thâm độc, có nghĩa là 100 năm tới, chứ không phải là 1-2 năm đâu. Cho nên họ đi từ từ, họ đi từ từ. Cho nên người dân Việt Nam không thấy được. Nó khổ một cái là người dân Việt Nam không thấy được, tại vì nó đi từ từ. Và mỗi một ngày chúng ta cứ sống qua đi, chúng ta không thấy được cái họa mất nước đang đến dần. Họ rất là thâm độc. Cho nên Kim báo động cho tất cả những người dân Việt Nam, nếu chúng ta không thay đổi ngay từ bây giờ thì con cháu của chúng ta sẽ không còn tồn tại trên đất nước Việt Nam, và ngay cả nước Việt Nam cũng mất đi trên bản đồ thế giới. Ngài Đào Minh Quân đã có một cái chiến thuật chiến lược rất là tuyệt vời, đó là cho người dân trưng cầu dân ý để nói lên cái chính kiến của mình, là mình thích cộng sản hay là mình thích
Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa theo chế độ tự do và đất nước của thế giới tự do đang cũng đang muốn giúp chúng ta. Nhưng mà nếu không thấy chúng ta có một cái sự thay đổi, chúng ta không chứng minh được, thì chắc chắn là Hoa Kỳ và các nước tự do sẽ không có đưa cái bàn tay để cứu lấy chúng ta bằng chính chúng ta. Cho nên Kim cũng kêu gọi người dân Việt Nam hãy can đảm lên, hãy một lần can đảm đi. Và cái cách trưng cầu dân ý này rất là an toàn, tại vì trong cái hiến pháp và cái mục đích để cứu đất nước Việt Nam thì ngài Đào Minh Quân đã đưa ra là mục đích là lấy lại đất tổ. Tất nhiên đất của chúng ta lấy lại, chứ chúng ta không có giành với ai hết. Đất nước Việt Nam chúng ta lấy lại, tại vì Tàu muốn xâm lược Việt Nam thì chúng ta chỉ muốn lấy lại nước Việt Nam mà thôi. Và cái hiến pháp của chúng ta là không làm khổ dân. Cho nên nếu mà ngài đã đặt ra cái hiến pháp là không làm khổ dân, thì cái trưng cầu dân ý đó ngài phải bảo đảm an toàn cho người dân Việt Nam, với điều kiện người dân Việt Nam trưng cầu dân ý trong âm thầm. Ngay cả không phải nói riêng gì người dân Việt Nam bình thường, mà ngay cả những cán bộ đảng viên đảng Cộng sản cũng trưng cầu dân ý được. Và ở đây Kim cũng biết là Cộng sản họ rất là thâm độc, họ rất là tàn ác. Cho nên những người mà đã tham gia đảng Cộng sản á, thì nếu mà người nào mà có một cái suy nghĩ thôi nha, suy nghĩ về quốc gia, thì người đó sẽ bị khử ngay lập tức. Ở trong cái cuốn Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên thì mặc dù Kim chưa có đọc hết, nhưng Kim có nghe là tác giả là ông Vũ Thư Hiên đó, ông có kể là ngày xưa đó ông còn nhỏ thì ông ta kêu là Bác Hồ đó, là ông Hồ Chí Minh đó, cứ tới nhà của ông Vũ Thư Hiên để mà giống thân mật lắm. Và ông Vũ Thư Hiên cũng rất thích ông Hồ Chí Minh, nhưng ông ta đến ngủ chung với ông Vũ Thư Hiên, nhưng mà không phải ngủ chung là để thân thiện, mà là ngủ chung để tìm hiểu. Và khi biết được là ba má của ông Vũ Thư Hiên là có suy nghĩ về tất nhiên là cái đầu óc phải giống như là cởi mở đó, thì truy lùng truy sát ba má của ông Vũ Thư Hiên phải trốn chạy. Cho nên biết là người nào mà đã tham gia trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì nếu mà rất là sợ, nếu mà mình làm cái điều gì đó thì sẽ bị khử ngay. Thành ra ngài Tổng thống Đào Minh Quân biết được điều đó, ngài rất biết, tại vì ngài đã sống trong Việt Nam và ngài là một cái biệt đội Black Tiger, mà làm sao ngài không biết được. Cho nên ngài đặt ra cái trưng cầu dân ý này rất tuyệt vời luôn. Có nghĩa là mình ở trong nhà mình, hoặc là mình đang ở trên giường, hay là ở đâu cũng vậy hết á, mình có thể cầm một cái điện thoại thông minh. Mà cái điện thoại thông minh này ở ai chế ra quý vị? Đó là thế giới tự do. Tàu không có chế được cái điện thoại thông minh này, họ chỉ lấy ăn cắp bản quyền mà thôi, chứ họ không chế được. Cho nên cái trưng cầu dân ý này của ngài Tổng thống Đào Minh Quân, và ngài đã đi qua Mỹ, ngài đã học cái khóa về điện toán rồi. Ngài học cái khóa đó 2 năm, nhưng mà chỉ có 3 tháng rưỡi là ngài đã thi đậu rồi. Cho nên ngài rất là thông minh. Những gì mà Kim nói ở đây đó là sự thật. Tại vì ngài đã, cái chỉ tiêu của ngài là duy thật thì mới lật được cộng. Một bên là Cộng sản lúc nào cũng láo khoét, nói một đàn mà làm một nẻo. Còn ngài thì cái gì có ngài mới nói, không có ngài không nói. Thậm chí có những cái ngài đã làm rồi ngài mới nói. Cho nên chúng ta phải đặt hết niềm tin vào ngài Tổng thống đang cứu chúng ta. Ngài Tổng thống Đào Minh Quân là một vị Phật đang xuống trần để cứu đất nước Việt Nam chúng ta. Thì cái phương pháp mà trưng cầu dân ý đó ngài biết, cho nên ngài cho người dân Việt Nam trưng cầu dân ý trong âm thầm, chứ mình không có nói cho ai biết.
trong cái điện thoại chúng ta, hay là cái laptop, hay là cái iPad, hay là cái computer, thì chúng ta đều làm được hết. Và khi làm xong thì chúng ta xóa nó đi, gửi đi thì nó biến mất, và rất là an toàn. Xin quý vị hãy yên tâm, xin quý vị hãy yên tâm. Tất cả những, bây giờ cái số phiếu á, nó đã gần 5 triệu phiếu rồi. Xin lỗi, cái số phiếu nó đã gần 5 triệu phiếu rồi. Nhưng mà nhìn đi, có ai bị bắt chưa? Tại vì cộng sản đâu có biết được ai làm đâu. Bây giờ chẳng thể lợi bắt cái người đó đại và nói người ta trưng cầu ý không. Đâu có bắt được bằng chứng gì đâu. Cho nên từ chỗ đó rất là an toàn. Người dân Việt Nam hãy âm thầm cứ tiếp tục trưng cầu dân ý càng nhiều càng tốt. Và đó là chiến thuật thủy thác công của Ngài Đào Minh Quân. Và Ngài là dòng dõi của Đức Thánh Trần. Cho nên người dân Việt Nam đang có một cái đại phước. Người dân Việt Nam phải hiểu và biết được để làm theo lời Ngài, để cho Ngài cứu chúng ta, cứu con của chúng ta, cứu gia đình chúng ta và cứu cả dân tộc của chúng ta. À, Kim nãy giờ nói hơi nhiều thôi, nhường lời lại cho chị Pha. Thì chị Kim giải thích rất là hay và thực tế. Thì Pha hôm nay thì đã nói về đọc thơ của Tổng thống. Thì như có bốn cái câu là: một bước sơn hà, một bước sâu, một trái tim đau dạng nẻo sầu, hiến dân tim mốc cho quê mẹ, sẽ trổ ngàn hoa thắm ngàn sao. Vì những cái câu thơ của Tổng thống Đào Minh Quân nên Tổng thống đã lui vào cái sa mạc. Như chị Kim đã nói, thấy tất cả dân tộc Việt Nam của chúng ta sống rất là đau khổ với chế độ Cộng sản Việt Nam, nên Tổng thống phải hy sinh, mong sao đánh đổi được cái tình, phải như nói là đánh đổi một cái sự hy sinh để có thể cứu lấy đồng bào Việt Nam của chúng ta. Nên Tổng thống bỏ lại gia đình, phu nhân và những đứa con rất là nhỏ, và bỏ hết cả sự nghiệp và triệu phú của mình để mà vào sa mạc tu, mong sao tìm cái cách để mà cứu lấy dân tộc Việt Nam của chúng ta, lấy lại đất tổ mà không làm khổ dân. Thì Tổng thống đã vào sa mạc tu thì bỏ lại phu nhân. Thì Pha xin đọc cái bài thơ Thương Vợ Hiền cho tất cả đồng bào anh chị em biết. Chúng ta nói về tiểu sử Tổng thống thì chúng ta phải nói quanh những gì mà nỗi lòng của một người đã dám hy sinh và dám từ bỏ. Thì Pha xin đọc cái bài thơ Thương Vợ Hiền. Em đang thay thế ta, và thay thế vai trò ta, quán xuyến việc nhà với thiết tha, bình thản trước cuộc đời nghiệt ngã, vững bền trong thế sự phong ba, đơn sơ như trái tim vô nhiễm, dạng sạch như manh áo Phật bà, thất bại thành công ta chẳng ngại, có em trong suốt cuộc đời ta. Nam Quán năm 1992. Tuy rằng Tổng thống bỏ lại phu nhân và vợ con, nhưng mà Tổng thống vẫn là một người chồng rất là chung thủy cho đến bây giờ. Thì chúng ta đã thấy là cái đó là Tổng thống là một người có tiểu sử rất là sạch và rất là để cho chúng ta kính trọng, để chúng ta có thể trao gửi cái lá phiếu trưng cầu dân ý của mình cho Tổng thống, để mà Tổng thống cứu lấy dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì phu nhân là một người, nếu mà nói hiện nay chúng ta có Tổng thống thì chúng ta phải nhớ là có phu nhân chúng ta mới có Tổng thống. Nếu phu nhân không có chăm lo các con để cho Tổng thống yên tâm tu hành, yên tâm suy nghĩ cái cách nào để cứu lấy dân tộc Việt Nam chúng ta, thì chúng ta không có Tổng thống và cũng không có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ thì Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã chuẩn bị trở về trên quê hương Việt Nam. Thì tất cả những cái mà chúng ta hiện diện có thì chúng ta phải nhớ là sau lưng một vị tổng thống thành công là phải có một người vợ đảm đang, như Pha thường hay nói những câu như vậy. Đó là một sự hy sinh không nhỏ, và cái lòng chung thủy của tổng thống đáng để cho chúng ta kính trọng. Thì Pha sẽ đọc cái bài tiếp theo, một bài thơ khác rất là
là nhiều bài thơ mà tổng thống đã viết cho phu nhân khi mà tổng thống còn tu ở sa mạc. Có thể là tổng thống vẫn nhớ, vẫn lo gia đình, nhưng mà cái đất nước nó quan trọng hơn gia đình. Cả hơn 90 triệu đồng bào của mình đang sống khổ nơi quê nhà. Thì những gì mà tổng thống bỏ lại sau lưng, nếu đối như pha đó thì pha nghĩ là tổng thống nghĩ cái đó nó nhỏ hơn đất nước Việt Nam, đồng bào Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ pha xin đọc một tiếp một bài thơ nữa. Bài thơ này tặng vợ hiền. Em là lửa ấm trong tim ta, những lúc bôn ba tạm vắng nhà, sớm hôm chăm sóc đàn con trẻ, trưa tối thăm lo bố mẹ già, dạng lý hành trình ta dựng chí, trăm năm son sắt em an tâm. Rồi đây non nước tươi đẹp lại, em và ta chung bước đào ca. Thì cái bài thơ này pha thường hay qua bên tụ nghĩa đường, trại hội tụ nghĩa đường, thì pha hay gặp mà tổng thống phu nhân. Tổng thống nói là tổng thống phu nhân nói là tổng thống hứa là khi nào. Như ở trong này có bài thơ, có cái câu là rồi đây non nước tươi đẹp lại, em và ta chung bước đào ca. Nhưng mà là phu nhân nói chờ hoài gần 30 năm mà cũng chưa có chung bước đào ca. Tức là đưa phu nhân đi khắp nơi để mà giống như là đi du lịch, nhưng mà không biết tới bao giờ. Thì chỉ mong là đất nước Việt Nam của chúng ta sớm giải quyết để tổng thống có thể làm tròn mà cái lời hứa mà tổng thống đã hứa trong cái bài thơ này. Thì anh chị em đã thấy đó là một sự hy sinh không có nhỏ. Cái cuộc đấu tranh là đã gần 30 năm. Nếu mà chúng ta ngồi lại, chúng ta nghĩ lại 30 năm, nó dài đằng đẵng như vậy. Biết bao nhiêu sự hy sinh, biết bao nhiêu sự thiệt thôi. À, xin lỗi, pha cũng không có cầm được. Thì chỉ mong rằng những bài thơ này gửi đến cho tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi, trong và ngoài nước. Hãy nghĩ thử, chúng ta có nên tham gia trưng cầu dân ý để mà cùng Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam hay không? Pha nghĩ rằng tất cả người Việt Nam chúng ta không phải là không có tình cảm, không phải là không biết cái trách nhiệm của mình, nhưng vì cái bản thân của mình, vì cái lợi ích gia đình của mình, vì cái sự sợ sệt với cái chế độ Cộng sản Việt Nam mà chúng ta không dám làm. Nhưng mà chúng ta nghĩ sao có người dám làm mà lại chúng ta không có dám làm? Một sự hy sinh không có nhỏ. Có ai dám hy sinh? Có ai dám đương đầu với Cộng sản Việt Nam? Mà thường thì ai cũng nói Cộng sản Việt Nam có quân đội, có đủ thứ, thì chúng ta không thể nào giải thể Cộng sản được. Vì thế nên Tổng thống biết là chúng ta không có vũ khí. Chúng ta phải dùng cái trí tuệ và cái trí huệ của mình. Nên Tổng thống phải tu, phải nhờ trời Phật ơn trên chỉ cho Tổng thống một cái con đường để mà giải cứu dân tộc, để lấy lại đất tổ mà không làm khổ dân. Nên một sự hy sinh mấy chục năm dài như vậy, hy sinh gia đình, hy sinh vợ con, bao nhiêu đó cũng chứng minh cái tấm lòng yêu quê hương đất nước của Tổng thống Đào Minh Quân. Và một sự hy sinh của phu nhân và gia đình. Nếu chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không thương cảm,
không nghĩ đến những người mà đang cứu chúng ta, đang cứu những người đang sống nơi quê nhà. Tổng thống không phải cứu Pha hay Diệp Kim hay là những người đang ở hải ngoại, nhưng mà những người ở hải ngoại như chúng ta đã sống ở một xứ tự do, chúng ta hãy nghĩ như Tổng thống Đào Minh Quân, hãy nghĩ những đồng bào sống khổ nơi quê nhà. Mình thông cảm được những người, những đồng bào ở trong nước họ sống với chế độ Cộng sản Việt Nam hà khắc, vì đòi sống cơm áo gạo tiền. Nếu khi mà họ lên tiếng nói, họ sợ là họ sẽ bị gặp khó khăn đời sống quấy nhiễu nên không dám nói lên tiếng nói của mình. Như Kỳ Chiên đã nói, hệ thống trưng cầu dân ý rất là an toàn. Chúng ta hãy mạnh mẽ lên, hãy cùng một vị tổng thống dám hy sinh tất cả. Đối với Pha thì Pha nghĩ là không có ai có thể dám hy sinh. Anh chị em có dám hy sinh tài sản mà đang lúc là giàu có? Cái thời thập niên 80 không có nhiều người trở thành triệu phú như cái thời đó, tại vì lúc đó là tất cả những người trị nạn của chúng ta ra hải ngoại lo cơm máu gạo tiền, lo làm để kiếm tiền xây dựng cái tổ ấm của mình trên quê xứ lạ quê người. Không có ai có đủ cái khả năng để trở thành một triệu phú. Bao nhiêu đó cũng chứng minh Tổng thống Đào Minh Quân là một người rất là thông minh, biết nghĩ ra cách nào để mà từ một người rất là bình thường mà trở thành triệu phú vào thập niên 80. Rồi sau đó lại chịu từ bỏ tất cả để mà cứu lấy dân tộc Việt Nam. Cũng vì Tổng thống là một người thông minh, có tất cả những thứ mà có thể hỗ trợ cho Tổng thống trong cái thời gian mấy chục năm dài để cứu lấy dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nếu như lúc đó Tổng thống là một người như Pha hay như chị Kim thì không bao giờ có thể làm nổi cứu lấy dân tộc, cả một dân tộc Việt Nam. Phải có phương tiện, phải có nhẫn nhục, phải có hy sinh, phải có chịu đựng, phải lấy cái gì của mình để mà đánh đổi một sự to lớn như đất nước Việt Nam của chúng ta. Chỉ có những người có tâm nguyện mới có thể làm được. Nên anh chị em thấy những bài thơ của Tổng thống gửi cho phu nhân, bỏ lại một bên cả gia đình để mà chỉ lo cho dân tộc Việt Nam. Nếu chúng ta thấy những tiểu sử của Tổng thống, mỗi khi Pha và chị Kim lên live stream rất là nhiều, là rất là dài. Mà tại sao có những vị lãnh tụ, những người không nói rõ tiểu sử của mình trước khi thay đổi một thể chế, trước khi về để nắm chính quyền, để lo cho người dân Việt Nam? Mà tại sao Tổng thống Đào Minh Quân vạch trần cái tiểu sử của mình cho tất cả đồng bào anh chị em biết? Tại vì tiểu sử của Tổng thống là một tiểu yếu sử thật, người thật, việc thật, và những sự hy sinh đều là thật. Nên không cần phải giấu giếm, không phải gian trá như Cộng sản Việt Nam. Nên chính phủ này có câu là di thật lập cộng, duy trì cái sự thật để giải thể cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Tại vì Cộng sản Việt Nam gian trá mà chúng ta là thật, thì chúng ta mạnh dạn nói cho người dân biết là đây là một người thật, việc thật, một người dám từ bỏ tất cả, một người dám hy sinh và một người dám đương đầu với chế độ Cộng sản Việt Nam mà tất cả mọi người nói là không có thể nào làm được. Nhưng Tổng thống Đào Minh đã làm được. Đó là bằng chứng phái đoàn ngoại giao của Mỹ và phái đoàn của chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã bàn xong cái bước đầu tiên để tiến trình giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Và Tổng thống Đào Minh Quân đang chuẩn bị tiễn những người tỉnh trưởng ngoại giao
tất cả những người có tài để mà về khi mà tiếp nhận chánh quyền, thì tất cả những người có tài có đức đó để cùng tổng thống tái thiết lại đất nước. Đó là một bằng chứng rất là rõ ràng. Một người không cần phải có vũ khí, chúng ta dùng đầu óc của mình, dùng cái trí tuệ của mình, biết vận dụng quốc tế. Như chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa song hành cùng Mỹ và 27 nước. Đó là một cái mà Tổng thống Đào Minh Quân đã làm được. Nếu chúng ta không có súng đạn, chúng ta phải dùng cái trí tuệ của mình. Thì bây giờ anh chị em đã thấy Tổng thống Đào Minh Quân đã làm được. Nhưng Tổng thống rất là cần tất cả những người cùng Tổng thống chung vai góp sức để đẩy mạnh cái tiến trình giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam nhanh hơn nữa. Tại vì người dân Việt Nam của chúng ta hơn 50 triệu người có thể trưng cầu dân ý từ 18 tuổi trở lên, chứ không phải là chỉ có 5 triệu phiếu mà đồng bào đã bầu ủng hộ cho Tổng thống làm Tổng thống. Như vậy chúng ta chưa có nói cho quốc tế biết, chưa chứng minh cho quốc tế biết là chúng ta muốn giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Một chính phủ phải có lòng dân, một chính phủ phải được người dân ủng hộ, thì một chính phủ đó mới chính danh, hợp pháp. Với cái tình hình đất nước, Liên Hiệp Quốc và Mỹ biết rõ chế độ Cộng sản Việt Nam không cho người dân trưng cầu dân ý, nên họ cũng hiểu được, nên họ cho mình cái mức để mà lấy được cái số phiếu đủ tiêu chuẩn để nói chuyện cùng họ. Nhưng mà người dân Việt Nam của chúng ta sao không chứng minh cho họ thấy là người dân Việt Nam chúng ta đoàn kết, người dân Việt Nam của chúng ta mạnh mẽ, nói cho họ biết là chúng ta không muốn sống với chế độ Cộng sản nữa qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Chúng ta hãy cùng nhau, như chị Kim hay nói là lên cái mâm cỗ thì chúng ta phải cùng nhau dọn cơm, dọn chén, nấu ăn, chứ không phải là chúng ta ngồi sẵn rồi chúng ta chờ người ta nấu sẵn rồi chúng ta leo lên ăn. Tại chúng ta ai cũng có lòng tự trọng cả, và cái bổn phận trách nhiệm của mỗi người dân sống trong một đất nước. Muốn cứu lấy đất nước, muốn có một cuộc sống mới thì chúng ta phải tự thay đổi, chúng ta phải cùng chung vai gánh vác, chúng ta cùng đoàn kết lại thì chúng ta mới làm được. Một người không có thể làm được mà phải nhờ toàn dân Việt Nam chúng ta cùng nhau chia sẻ gánh vác. Thì bây giờ Hoa sẽ đọc lại, đọc thêm những bài thơ kế tiếp để cho anh chị em thấy rằng Tổng thống Đào Minh Quân nhiều, rất là nhiều tài, chứ không phải chỉ một cái thơ từ ca hát. Đúng ra thì hôm nay Pha sẽ kể về cuộc đời tuổi trẻ của Tổng thống, nhưng mà nói tới chuyện cứu đất nước, nói về phu nhân thì không có đủ thời giờ để mà kể cái thời son trẻ của Tổng thống. Thì Pha sẽ, chị Kim sẽ cố gắng tình tự sẽ kể những gì mà Pha đã nghe được thời son trẻ của Tổng thống, để nói lên một người có đầy đủ khả năng và bản lãnh từ tuổi trẻ cho đến hiện nay. Đó là một người có tính cách mạnh mẽ nên bây giờ mới trở thành Tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì Pha sẽ đọc tiếp những bài thơ kế tiếp. Đây là một bài thơ Xuân Khoa năm 1989. Những cái bài thơ mà nói về đất nước Việt Nam, những nỗi lo to, những gì mà Tổng thống nghĩ về đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì cái bài thơ Xuân Khoa này Khoa xin đọc cho tất cả anh chị em nghe. Cái tựa là Xuân Khoa.
mưa vẫn bay và gió cứ lay. Cây kia tùng bạch thẳng lòng ngay, đường dài bóng ngựa chưa ngưng bó, kiếm sắc yên cương chẳng phủi tai. Ai đứng bên đời còn ngái ngủ, kẻ ngồi trong mộng vẫn mê say. Nghìn trùng đội đá trời sương tiết, ngũ sắc dần dương xiên chiếu mây. Năm 1989, Nam Quán, tức là Tổng thống Đặng Minh Quân. Thì nếu mà cái bài thơ này Phan đọc, anh chị em có nghe, có nghĩ là có cái câu như này nè: ai đứng bên đời còn ngái ngủ, kẻ ngồi trong mộng vẫn mê say. Có phải là dân tộc Việt Nam của chúng ta năm 1989 không bao giờ nghĩ gì cả, chỉ nghĩ về một đời sống rất là bình thường, mà trong khi lúc đó là Cộng sản Việt Nam nó đã làm cho đất nước Việt Nam, từ từ người dân Việt Nam đã đi tới cái cảnh mà hầu như, nếu mà Pha nhớ không lầm, thì lúc Pha còn ở Việt Nam là năm 80 mấy đó, là Pha đã được ăn khoai rồi. Rồi khi mà Mỹ cấm vận Việt Nam thì lúc đó đó đời sống của người dân càng khổ hơn nữa. Nhưng mà người dân chúng ta vẫn còn ngái ngủ, vẫn không có biết là do Cộng sản Việt Nam đã gây ra. Thì bây giờ thấy rất là rõ ràng, đời sống của người dân Việt Nam chúng ta đã thấy rất là rõ ràng. Không có Cộng sản Việt Nam, không có che đậy được nữa. Thì bây giờ Pha xin đọc tiếp những cái câu thơ kế tiếp. Có bốn câu thơ như thế này: dân tộc ta đang quặn đau một gánh, giai thư sinh đâu há dễ gầy mòn, dí bằng ta chung giai đấu cật, há xài lang còn ngạo nghễ được chăng. Thì cũng là năm 1989, nếu Tổng thống Đào Minh Quân nghĩ rằng nếu người dân Việt Nam của chúng ta cùng nhau gánh vác thì Cộng sản Việt Nam không có còn đất sống. Đối với Pha là cái bài thơ Pha nghĩ nó ý như vậy đó. Tất cả những bài thơ mà Tổng thống đã sáng tác ra hầu như không có cái bài thơ nào mà vui nổi, nói thiệt. Ngoại trừ những bài thơ mà tặng quà cho phu nhân thì còn có cái vui vẻ, còn không là không có bài thơ nào vui. Đây là chị Kim, chị Kim cũng viết rất là nhiều bài thơ của Tổng thống. Thì chị Kim có thấy cái bài thơ nào mà nó vui? Nó tất cả đã gửi hết cái nỗi lòng vào trong những bài thơ mà thôi. Bây giờ Pha xin đọc tiếp cái bài thơ này cho anh chị em nghe. 2003 vào mùa thu, nói về cái bài thơ này: còn gì cho em. Em đứng đó mắt nâu buồn dịu dợi, nửa đời người quan phế bóng tà dương, thương cha nhớ mẹ con đường đất, lẫn thẫn dìu nhau đo nhớ thương. Con sâu con kiến bò đâu đó, có nhớ nẻo xưa để hồi hương. Đường trăng gió hú buồn như sóng, lão đảo đưa em vượt bến thương. Trăm năm một cõi người vô vọng, nặng bước trời chiều tóc đã xương. Bây giờ Pha không biết giải thích sao cái bài thơ này, chỉ mong là anh chị em hiểu được. Nhưng mà Pha chỉ thấy nặng bước triều chiều tóc đã xương, thì bây giờ Pha chỉ thấy Tổng thống đấu tranh từ hồi còn rất là trẻ, tức là từ hồi mái tóc còn xanh, mà bây giờ thì anh chị em đã thấy tóc đã pha xương, đấu tranh đầu tự do cho Việt Nam mà từ đầu xanh cho tới bạc đầu vẫn chưa làm xong. Còn rất là nhiều bài thơ, thì bây giờ Pha
Không biết chị Kim có gì rồi Pha sẽ tiếp tục đọc những bài thơ mà Tổng thống tặng cho Phương Ngân. Thì chị Kim có cái bài thơ nào mà chị Kim nghĩ rằng nó rất là sâu sắc? Nó rất là nhiều bài thơ, nếu mà đọc hết thì rất là nhiều. Bây giờ cái Kim đọc bài thơ này là không phải của Ngài Tổng thống Đào Minh Quân sáng tác, nhưng mà cái bài thơ này đang nói về Ngài Đào Minh Quân, và của một người tên là Trần Ngọc Hương, bút danh Đại Hồng. Minh Quân phá điền thiên tử xuất, nhà Nam Bách Việt giống tiên rồng, lãnh thổ vạn niên vững núi sông. Đạo chủ Việt Linh minh thế giới, anh hùng muôn thuở mở trời đông. Dũng quốc Minh Quân dân vi quý, đào viên hành cứ tứ hướng thông. Minh định rồng tiên thiên tử xuất, quân cơ hé lộ độ thành công. Bài thơ này nếu mà những cái chữ đầu của mỗi một câu á, thì chúng ta đọc từ trên xuống dưới, có nghĩa là nhà lãnh đạo anh dũng Đào Minh Quân. Bài thơ rất là hay. Như vậy là người sáng tác ra bài thơ này đã biết Ngài Đào Minh Quân là một thiên tử trời sai xuống để cứu đất nước Việt Nam. Bài thơ rất là hay luôn, đang nói về Ngài Đào Minh Quân. Thì Kim cũng xin, cái này là giống như Kim mở ra một chút xíu để cho người dân thấy được. Thế nhiều khi á, nhiều khi người dân không, chưa có thấy được những cái vấn đề này, cho nên còn chưa tin tưởng, chưa tin tưởng lắm. Thì ai cũng nghĩ là Tàu họ giàu và họ rất là mạnh, nhưng nếu chúng ta chịu để ý thì chúng ta sẽ thấy người Tàu và Cộng sản Việt Nam ngày xưa họ từ đâu mà ra. Họ từ trong hang Bắc Bó. Và trên mình họ có gì? Trên mình họ có nón tay bèo và đôi dép râu, phải không quý vị? Bây giờ họ ra sao? Bây giờ thì họ rất là giàu. Họ giàu kinh khủng lắm. Nhưng mà tại sao họ giàu như vậy? Từ cái giàu của họ đó, người dân Việt Nam tưởng là họ mạnh, nhưng chính cái giàu của họ đó họ mới sắp chết đó quý vị. Tại sao? Tại vì ngày xưa đó họ không có gì hết, và họ xài luật rừng, họ giết coi mạng người rất là rẻ. Thế giới tự do rất trọng mạng con người. Bởi vì nhiều khi người dân Việt Nam không có hiểu được những vấn đề này, thành ra thờ ơ, trong khi thế giới tự do đang cứu mình mà mình không biết. Mình cứ thờ ơ, trong khi thế giới tự do đang giúp mình, Ngài Tổng thống đang giúp mình, đang cứu mình mà mình thờ ơ. Cho nên Kim nói thiệt là Kim rất là rai rứt khi mà từng ngày thấy người dân Việt Nam thờ ơ. Kim rất là rai rứt. Thì để Kim nói để cho ai hiểu được và ai nghe được á, càng nhiều càng tốt. Thì ngày xưa đó họ nghèo, họ có đôi dép râu với nón tay bèo thôi, và Cộng sản Tàu nó núp ở đằng sau lưng. Và vào Việt Nam miền Bắc á, thì cho bộ đội, những người thanh niên á, Việt Nam ở miền Bắc á, đi lính. Họ bóp cái bao tử của những người dân miền Bắc. Cho nên Ngài Đào Minh Quân rất là thương, thương những bộ đội miền Bắc lắm. Tại sao? Họ bị chứ không phải họ được đi bộ đội nha. Họ bị đi bộ đội. Tại vì họ đi bộ đội thì họ mới có cơm ăn. Và không, họ không có bị gán vào cái tội là phản quốc hay là kêu bằng gì? Cộng sản hay kêu là phản động đó. Cứ gán họ là chữ phản động cho nên họ sợ. Và họ phải đi bộ đội và họ phải bị chết trong chiến tranh. Chết rất là nhiều. Đó là tại sao mà Ngài Đào Minh Quân đã tìm ra được ông Hồ Chí Minh không phải là người Việt. Cho nên mới có cái đơn kiện là 36.000 tỷ. Rồi từ 36.000 tỷ nó lại nhảy lên 38.000 tỷ là vì sao? Là vì á, khi mà trong cái thời gian à, đây là cái cuốn mà cái đơn này đại điện. Thì khi mà ngài, tại sao mà nó lên từ con số 36.000 tỷ mà nó nhảy lên 38.000 tỷ? Đó là trong thời gian ngài đã đưa cái đơn kiện lên thì Cộng sản Việt Nam vẫn đàn áp tiếp tục. Và những người mà coi như là nạn nhân của chế độ Cộng sản
Thì từ đó mà cái số tiền nó tăng cao lên, thôi nó đơn giản là vậy thôi. Bây giờ nếu mà 38.000 tỷ đó mà ngài chưa lấy lại nước Việt Nam mà cộng sản tiếp tục đàn áp và những người dân bị chết, bị thiệt hại, thì cái số tiền 38.000 tỷ nó sẽ nhảy lên tiếp tục. Nó đơn giản là như vậy thôi mà người dân Việt Nam không có để ý tới. Và đó là tại sao mà thế giới tự do đang cứu chúng ta. Và khi mà nếu người dân Việt Nam đã đồng lòng hết thì là cái Việt Nam trở thành một nước rất là giàu có. Tại vì sao? Ở thềm lục địa của Việt Nam chúng ta đang có mỏ dầu lớn gấp 72 lần cái mỏ dầu của Kuwait. Cho nên là nếu mà đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về thì người dân Việt Nam sau này sẽ rất là hạnh phúc, đầy đủ cơm no áo ấm. Đó là sự thật mà người dân Việt Nam không có để ý, cứ nghĩ là hiện giờ là cộng sản mạnh. Xin thưa quý vị, cộng sản ở trong Việt Nam thì họ chăn cái người dân Việt Nam giống y như là chăn đàn cừu vậy đó. Thành ra người dân Việt Nam đang ở trong cái nhà tù mà không biết. Và họ cứ dùng cái cây súng và cái dùi cui để đàn áp. Họ rất là thâm độc. Họ dùng cái kêu là bóp từ trong trước nước. Nếu người dân nào mà ngóc đầu dậy là sẽ bị mời ngay, bị mời và bị bắt. Bắt và không có ngày ra và chẳng có cái luật nào để xử hết trơn á, tại vì họ đâu có không có vi phạm gì đâu, không có luật nào gọi là cái luật rừng đó. Họ xài luật rừng và cả một cái rừng luật không có đâu ra đâu hết trơn. Còn thế giới tự do họ có luật đàng hoàng. Từ chỗ đó, tại sao ngày xưa đó, năm sau năm 75 khi Mỹ rút đi thì Mỹ phong tỏa kinh tế của Cộng sản Việt Nam. Cho nên chắc có lẽ người dân Việt Nam không ai mà quên được những ngày ăn bò bò. Có phải không quý vị? Đây là cái giá mà phải trả. Không ai mà không có. Nếu mà Kim nói, nếu mà ai mà nói Kim nói sai á, thì nói cho Kim biết đi. Không ai mà không trải qua cái ăn bò bò và ăn bắp độn hết trơn. À, có ăn nhiều lắm đó nha. Đói dữ lắm. Đó là tại sao? Đó là thế giới tự do đang phong tỏa kinh tế Cộng sản Việt Nam. Rồi, bây giờ khi phong tỏa kinh tế Cộng sản Việt Nam rồi, bây giờ người dân đói, người dân có thấy được hay không? Ngày xưa đó, người dân đang nuôi Cộng sản ở trong nhà. Nhưng mà ở đây Kim không có nói là tại người dân nuôi Cộng sản ở nhà là người dân tự nguyện. Không, Kim không nói điều đó. Là bị nuôi Cộng sản. Tại vì khi mà họ vào, họ dụ, họ dỗ, mà nếu không nghe họ thì họ diệt. Cho nên người dân ở vùng nông thôn rất là sợ. Và từ sợ đó cho nên cứ nuôi Cộng sản. Cho đến ngày mà thế giới tự do nói bây giờ người dân Việt Nam bây giờ nuôi Cộng sản nhiều quá à, mà giờ là người Việt Nam là chiến tranh chết nhiều quá, ngay cả thế giới tự do người ta vào người ta giúp cũng phải chết, giống như nước Úc này đi vào trong chiến tranh Việt Nam cũng bị chết. Người dân người ta cũng tội nghiệp lắm. Người ta vì muốn giúp Việt Nam, muốn giúp cho Việt Nam Cộng Hòa, cuối cùng dân của người ta chết. Rồi ngay cả Mỹ cũng vậy. Mỹ vào giúp Việt Nam để đem tự do về cho Việt Nam thì lính Mỹ cũng bị chết rất là nhiều. Và những con số chết đó cho nên nó nằm ở trong cái con số kiện 38.000 tỷ đó quý vị. Thành ra người dân Việt Nam không có để ý mấy vấn đề đó, cho nên cứ nghĩ là Cộng sản Việt Nam là rất là giàu, rất là mạnh. Ở đây ngài Đào Minh Quân đã nói rồi, đánh rắn phải đánh cái đầu. Và cái đầu con rắn đó là Tàu Cộng. Tàu Cộng đã đem tang thương đến đất nước Việt Nam. Nếu mà người dân Việt Nam để ý tìm hiểu, bây giờ trên mạng xã hội, mạng YouTube quá nhiều, người dân Việt Nam nên để ý tìm hiểu. Kim cũng tìm hiểu vậy thôi chứ cũng chẳng có gì là lạ. Thành ra người dân Việt Nam nào mà chịu để ý tìm hiểu sẽ thấy được là bây giờ thế giới tự do Mỹ đang đánh kinh tế của Tàu Cộng. Thì dần dần á, và nó có một cái điều này không biết ai có nhìn thấy được hay không, tất cả các nước trên thế giới mà làm ăn ra ngoài thế giới thì phải đi qua cái ngân hàng ở New York á, là cái ngân hàng đó tiền khi mà chúng ta buôn bán á, thì tiền nó sẽ chạy vô trong cái ngân hàng đó, chỉ xài bằng đô la Mỹ. Như vậy nếu mà đô la Mỹ mà đang chạy trên thế giới thì như vậy á, là nước nào cũng phải lệ thuộc vô cái đồng đô la Mỹ hết. Và nếu mà khi cái tiền đó, tiền làm ăn buôn bán nó chạy vô ngân hàng đó và sau khi thanh toán hết thì từ ngân hàng của New York nó mới chạy về trong cái nước nào mà đã làm ăn buôn bán trên thế giới đó. Như vậy nếu mà ngài Đào Minh Quân đưa ra cái đơn kiện Tàu Cộng mà có bằng chứng đàng hoàng, bằng chứng 4.000 trang luôn quý vị,
Ngài đã nói là bằng chứng là 4.000 trang. Như vậy chắc ăn là những cái bằng chứng đó đã trải qua gần cái 100 năm nay rồi. Từ năm 1954 là Tàu Cộng đã cho Hồ Chí Minh vào gián điệp để mà xâm chiếm đất nước Việt Nam. Và chiến tranh chết quá nhiều người Mỹ, rồi người Úc, những cái nước trên thế giới vào giúp thì cái người dân của họ bị chết quá nhiều. Cho nên đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Ngày xưa chúng ta tưởng là đã chấm dứt rồi, nhưng mà chưa chấm dứt. Bây giờ mới là sắp tới là chấm dứt đó. Mà chấm dứt bằng một cái cuộc chiến tranh tâm trị là tại sao? Tại vì nếu mà tiếp diễn ngày xưa đó thì chiến tranh đã chấm dứt rồi. Nhưng khi chấm dứt thì sao quý vị? Toàn dân Việt Nam chết hết trơn luôn. Là tại vì cái vũ khí của Mỹ rất là tối tân. Thành ra Mỹ không thể nào để cho người dân Việt Nam chết quá nhiều như vậy. Tại sao chúng ta không nghĩ được điều đó mà chúng ta phải cảm ơn thế giới tự do đang giúp chúng ta, đang không muốn cho chúng ta chết chóc quá nhiều. Ngay cả ngài Đào Minh Quân cũng rất thương đất nước Việt Nam, thương người dân Việt Nam, đã dùng ra cái sách lược là trưng cầu dân ý để cho cứu đất nước Việt Nam không phải tan thương chết chóc. Mà chúng ta không hiểu được điều đó, mà chúng ta cứ nghĩ về thứ nhất là chúng ta sợ nè, thứ nhì chúng ta nghĩ tính bản thân của chúng ta đang bình yên, chúng ta không có muốn làm gì khác nữa trơn á, hoặc là thứ ba là chúng ta nghĩ đến cái tôi của chúng ta nhiều quá mà chúng ta coi thường những người đang cứu chúng ta. Người ta có một cái tấm lòng cứu chúng ta thì dù cho người ta như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải, nếu chúng ta không có đủ khả năng thì chúng ta phải đi theo người ta chứ. Tại sao chúng ta lại ganh tị rồi là không có đứng cùng chung một cái giới tuyến đó để mà đoàn kết lại để cứu đất nước Việt Nam chúng ta? Thì bây giờ á, là thế giới tự do đang cứu và đang, ngài Đào Minh Quân đã nói đánh rắn và đánh cái đầu, thì Tàu Cộng là người, là cái đất nước mà gây ra chiến tranh, cho nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm của những nước nào mà bị Tàu Cộng xâm lược. Hiện tại bây giờ á, là thấy Tàu đã bỏ cái đồng tiền qua các nước khác là Campuchia, rồi Lào, rồi Miến Điện, rồi tùm lum hết trơn luôn. Tưởng là Tàu Cộng nó giàu, nhưng mà quý vị nhìn thấy cái điều này là khi mà Tàu Cộng đã bỏ hết tiền qua các nước để lấy đất của những nước chung quanh á, thì đó nó là con dao hai lưỡi. Có nghĩa là Tàu Cộng đã tung tiền ra hết rồi, và khi ngài Đào Minh Quân đưa cái đơn kiện đó ra thì khóa hết tiền đó lại, và những nước đang thiếu nợ Tàu thì họ không có trả. Đó là vậy, cho nên chúng ta phải nhìn xa hơn để chúng ta thấy được là ngài Đào Minh Quân rất là thông minh để tìm ra một cái chiến thuật quá tuyệt vời. Không phải là chỉ có trưng cầu dân ý không, mà là song hành với thế giới tự do, đó là Hoa Kỳ. Song hành có nghĩa là sao? Hai bên cùng bàn thảo với nhau để đi đến một cái giải pháp cuối cùng. Và ai gây ra chiến tranh, người đó phải chịu trách nhiệm. Đất nước Hoa Kỳ và đất nước tự do có luật lệ rõ ràng, tòa án xử rõ ràng, chứ không phải xài luật rừng, không phải là muốn nói sao nghĩa là xử sao thì xử, không có luật đàng hoàng. Ai tạo ra tan thương chết chóc, người đó phải chịu trách nhiệm. Nhưng nó khổ nổi một điều như thế này nè, ngài Đào Minh Quân đang rất thương và tội nghiệp những người đang thi hành cái cách của Tàu mà nó đưa cho dân Việt Nam, bắt dân Việt Nam phải làm. Chẳng hạn như những người công an, những người bộ đội mà ở trong đảng viên đó, họ đang thi hành theo Tàu, đang sai khiến. Họ ăn cái đồng lương đó, nhưng họ không biết là một ngày mà những cái người mà cấp trên đó, nó chạy hết rồi, cái tội lỗi đó cái người ở cấp dưới đang lãnh đủ hết. Họ không thấy được điều đó, cho nên những người ở cấp dưới thấy là rất là thương, rất tội nghiệp. Họ nghe lời những người ở đầu sỏ đó và họ làm những điều rất là ác đức. Cho nên Kim cũng kêu gọi tất cả những các anh đảng viên ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam nên thức tỉnh và quay đầu về với chính nghĩa tự do, đó là trưng cầu dân ý. Để khi lá phiếu trưng cầu dân ý mà mình đã có số căn cước rồi, là ngài Tổng thống Đào Minh Quân đệ tam Việt Nam Cộng hòa khi trở về đất nước Việt Nam sẽ biết rằng mình theo Cộng sản, nhưng bây giờ mình đã chiêu hiền rồi. Mình đã chiêu hiền. Chiêu hiền ở đây, ngày xưa dùng chữ chiêu hồi, nhưng bây giờ ngài Tổng thống Đào Minh Quân dùng chữ chiêu hiền, có nghĩa là mình trở thành người hiền đức rồi. Thì ngài tha thứ tất cả, chứ không phải là
Ngài đã có những cái mục đích là lấy lại đất tổ nè, và có cái hiến pháp là không làm khổ dân. Thì nếu việc cộng mà bỏ cộng thì còn việc, và việc không giết việc. Trước ngày Đệ Tam Việt Nam trở về, chứ không phải sau ngày Đệ Tam Việt Nam trở về nha quý vị. Có nghĩa là Ngài cho cơ hội, cho cơ hội những người đã theo cộng đó, theo cộng sản, thì nên quay đầu về ngay lúc này, chưa muộn. Nhưng khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về thì quý vị là những người tội đồ của dân tộc. Tại vì sao? Quý vị quá ngoan cố và đàn áp người dân, thì Ngài rất là thương dân. Cho nên những ai mà đàn áp dân thì luật pháp của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa rõ ràng và minh bạch. Cho nên những người nào mà ngoan cố thì không có chạy thoát khỏi luật lệ của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì Kim nhắc nhở như vậy để cho những người dân Việt Nam hiểu được mình đang đứng ở thế thượng phong, chứ mình không đang ở thế dưới. Tại vì Ngài Đào Minh Quân đang đem tư cách, đạo đức, danh dự của người Việt Nam lên trên. Hiện tại bây giờ danh dự của người Việt Nam đang được đưa lên cao đó quý vị, mà quý vị không thấy được. Cho nên từ chỗ đó còn sợ lắm, còn sợ và không dám làm gì hết. Ngài đang đưa lên bằng cái chính bàn tay của mỗi một người dân, bấm vào link trưng cầu dân ý là mình đã mạnh dạn. Ngài cho mình một cái sức mạnh mà mình không có thấy được, mình cứ thờ ơ. Một ngày nào đó mình chết, mình biết tại sao mình chết, người có người đang cứu mình, mà mình cứ có chỉ cái tay chỉ nhấn vô thôi. Trong khi ngày xưa Kim phải chạy khỏi cái chế độ cộng sản là Kim phải đi ra vượt biên vượt biển, nghĩa là cái mình đối chọi với cái chết trước mắt mà mình phải can đảm mình đi. Trong khi bây giờ người dân Việt Nam ở tại chỗ thôi, cầm cái điện thoại thông minh lên thôi, bấm 5 phút. Quá đơn giản mà không dám làm. Thì Kim mong mỏi là nên làm và nên hiểu rằng người dân Việt Nam đang ở thế thượng phong, chứ không phải là ở cái hạ thấp mà Cộng sản Việt Nam đang đàn áp. Ngài đang cứu, trong khi người dân Việt Nam đang ở trong vòng kìm kẹp của Cộng sản, nhưng vẫn làm được những cái hành động để mà đem danh dự của người Việt trở lại. Và sắp tới đây cái con đường nó đi tới, chứ nó không có đi lùi. Tại vì chiến tranh Việt Nam, Kim đã nói là chưa chấm dứt, vẫn còn tiếp tục. Ngài Đào Minh Quân đang kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải quay trở về hàng ngũ. Quay về bằng cách nào? Bằng cách trưng cầu dân ý, để tập hợp lại, đoàn kết lại, để chung tay góp sức cứu dân Việt Nam, cứu người dân Việt Nam. Cho nên Ngài đã nói rằng chiến tranh chưa có chấm dứt, và những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa giải ngũ. Ngay từ khi Ngài kêu gọi là phải quay trở lại hàng ngũ, thành ra Kim nhắc lại lời của Ngài nói thôi, là lính, những người lính, những người sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa giải ngũ và nên quay lại với hàng ngũ. Mà hiện tại người lãnh đạo đất nước đó là Ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Tại vì Ngài Nguyễn Quang Thiệu đã qua đời rồi, Đệ Nhi Việt Nam Cộng Hòa đã qua đời, và Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa danh chánh ngôn thuận được ba thế hệ bầu lên, từ khi Ngài là được bầu lên Ngài làm thủ tướng, và đến Ngài nhậm chức Tổng thống của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì số phiếu tăng cao và Ngài đã nhậm chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì những người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Kim rất là cảm động, và Kim cũng thấy mình cũng nằm trong cái số mà Ngài đang muốn nói. Ngài nói rằng mặc dù chúng ta già nhưng chúng ta chưa có tàn tạ. Thì Kim bây giờ là Kim cũng đâu có trẻ trung gì đâu,
Nhưng mà đúng ra cái thời gian mà Kim đi vượt biên rồi qua đây là lo cho gia đình con cái lớn khôn đi học. Kim cũng muốn nghỉ ngơi để giống như là mình hưởng những cái ngày mà cuối đời của mình được thanh thản. Nhưng mà đất nước nó lâm nguy cho nên Kim phải ra Kim ngồi đây như vậy. Thành ra Kim vẫn nhớ, nhiều khi mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Kim nhớ cái lời Ngài nói cho nên Kim cũng phải ráng. Chúng ta già nhưng chúng ta chưa có tàn tạ. Và Ngài nói thêm một câu nữa: chúng ta già nhưng chúng ta chưa có chết. Và Ngài nói rất là lớn câu đó. Cho nên khi nghe được câu nói đó, Kim không thể ngồi yên được. Và Kim phải động chứ không có tỉnh. Thì Kim cũng mong mỏi tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa bây giờ cũng đã già, và người nào đã nằm xuống thì là nằm xuống, còn người nào còn sống, chúng ta hãy góp một phần công sức của chúng ta. Mặc dù chúng ta không tham gia được gì nhiều, nhưng chúng ta là một cái nền để cho thế hệ trẻ noi theo đó mà đi. Thì Kim cũng xin cho những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa hãy nghĩ đến đất nước, nghĩ đến dân tộc Việt Nam. Xin những người dân Việt Nam hãy can đảm lên, làm một hành động tự mình cứu mình. Những người dân Việt Nam ở ngoài nước, trên thế giới, thì hãy nghĩ tới dân tộc của mình, đất nước của mình. Một ngày mình còn phải trở về quê hương, cho nên phải góp một lá phiếu để giúp cho đất nước Việt Nam trở lại tự do, trở lại cơm no áo ấm. Chớ hiện tại đất nước Việt Nam như là một cái đống rác mà Kim đã nghe rất nhiều người nói, và những lời nói này của Kim nó không xa lạ gì hết đối với mọi người. Nhưng Kim sở dĩ nhắc lại là Kim muốn nhắc nhở người dân Việt Nam đừng quên mình là dân tộc giống tiên rồng. Trong lịch sử ai cũng đã học qua rồi, dân tộc Việt Nam là đất nước Việt Nam là đất thánh trời thanh, là đất nước của dân tộc tiên rồng. Chúng ta phải giữ lấy những cái lịch sử tươi đẹp đó mà giữ cho nó trường tồn mãi mãi. Thì chị Kim nói thì phải nói là thực tế với đời thường hiện bây giờ chúng ta đang sống. Thì Pha vẫn tiếp tục là đọc thơ, tại vì hôm nọ mình nói thơ thì nên đọc thơ. Bây giờ Pha tiếp tục đọc cái bài thơ có cái tựa là Một Khúc. Nếu có ngày nào ta đã già, ngồi nghe thương nhớ những ngày qua, nhớ con đường vắng đầy hoa nắng, thương bóng cây khô ngập tiết bay, lão đảo tương lai lòng quạnh quẻ, ngã nghiêng dĩ dạ. Nó đây phải đọc lại. Ngã nghiêng dĩ dãng dạ u hoài, dấn dương thề hứa hai vai nặng, bỏ chẳng đành tâm nợ xót xa. Nam Quán 2001. Thường thì thơ của Tổng thống hay nhấn mạnh những câu sau cùng. Thì Khoa đã đọc lại hai câu sau cùng của cái bài thơ này. Dấn dương thề hứa hai vai nặng, bỏ chẳng đành tâm nợ xót xa. Thì anh chị em thấy cái bài thơ này năm 2001, hiện bây giờ là 2019, thì nó đã 18 năm. Là lúc đó chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hầu như chưa có thấy cái gì mà là hy vọng cả. Nhưng mà tổng thống vẫn phải duy trì. Nên có những hai cái câu thơ đó anh chị em phải đọc lại một lần nữa để anh chị em nghe. Là tổng thống lúc đó 2001 chúng ta chưa có thấy gì, một ánh sáng nào cho đất nước Việt Nam của chúng ta, tức là 18 năm về trước. Nhưng mà tổng thống vẫn phải kiên trì cho đến hôm nay. Dấn dương thề hứa hai vai nặng, bỏ chẳng đành tâm nợ xót xa. Thì anh chị em có thấy là tổng thống Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm thủ tướng năm 1991, tức là ngày 16 tháng 2 năm 1991.
cho tới 2001. Lúc đó là chúng ta chưa có thấy gì mà có hy vọng cho đất nước Việt Nam. Đã 18 năm trôi qua mà lúc đó là lúc chưa hy vọng mà tổng thống vẫn phải kiên trì. Và cái lời hứa, có thể là cái lời hứa lúc tổng thống nhận trọng nhiệm thủ tướng, tổng thống đã quỳ với hai hàng nước mắt. Nên tổng thống là một người khi hứa là phải làm, là làm cho bằng được. Thì bây giờ anh chị em đã thấy đất nước Việt Nam chúng ta đã có tia hy vọng. Và chắc chắn những gì mà tổng thống hy sinh sẽ được hoàn thành cái tâm nguyện mà tổng thống đã nguyện, là cứu lấy Việt Nam, đất nước Việt Nam, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Rồi Pha sẽ đọc cho anh chị em nghe cái bài thơ kế tiếp. Đây là cái bài thơ chỉ có 4 hàng mà thôi, có cái tựa là Tạ Từ. Thì Pha nghĩ cái bài thơ này tổng thống đã có thể là gửi cho phu nhân hay gì, nhưng mà không có để. Cái tựa là Tạ Từ. Tha thứ cho ta gã bụi đường, biết đâu bờ bến mà yêu thương. Thân mang nợ nước tình xa cách, sợ bụi đường xa lắm phấn hương. Nam Quán, tháng 3 2004. Thì anh chị em đã thấy là thân mang nợ nước tình xa cách, sợ bụi đường xa lắm phấn hương. Đây là Pha nghĩ là những cái bài thơ này mà tổng thống lúc mà nhớ về phu nhân đã làm mấy cái bài thơ giống như thế này. Đó là những, tất cả những bài thơ đều gói trọn tất cả tình nhà nợ nước. Mà rất là nhiều, nếu mà nói đếm, Pha nghĩ là có cả trăm bài thơ lận, chứ không phải những cái bài thơ mà Pha hay đọc hay là post lên mạng hay tất cả quý đồng nhiệm, đó là chưa có hết. Tại vì có rất là nhiều người thích những cái bài thơ mà nó sâu sắc thì lại bỏ post lên mạng để cho tất cả đồng bào anh chị em biết. Còn rất nhiều bài thơ tặng cho phu nhân, nỗi buồn nhìn thấy quê hương đất nước. Những có cái bài thơ đi qua phố Bô Sa là rồi quê tôi, rất là nhiều bài thơ, tất cả là đều nghĩ đến quê hương đất nước, nghĩ đến cái trong cái công cuộc cứu lấy đất nước mà nó đầy gian nan và lâu dài như vậy. Thì Pha sẽ đọc tiếp những bài thơ mà tổng thống gửi cho phu nhân. Bây giờ nãy giờ chúng ta nói thì không có cái vui vui, bây giờ sẽ đọc những cái bài thơ mà nó hơi vui chút để cho chúng ta thay đổi bầu không khí, hay là chúng ta hát một bản nhạc trước đi ha. Cái bản nhạc nào hát này đi. Có nhiều, có những cái bài hát mà Pha mới đem từ ở bên Mỹ về mà Pha chưa có lấy nó ra, tại vì khi mở lên nó dài tới mười mấy bản lận. Thì giờ thôi, bây giờ mời anh chị em nghe cái bản nhạc này. Nhịp sống tình yêu, nhớ nhịp tình yêu, nhớ nhịp tình yêu. Mười năm qua anh phiêu bạt dương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi vương nào. Đời lạnh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao
trọn cả mùa xuân. Ôi trông khơi rừng rừng còn xa, núi rừng ơi ấp đau nỗi lờ. Ngày tự do quê hương mòn mỏi năm, trong lòng người đi lối nhìn chung dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất. Dâng bóng dâng cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở. Ngày quê hương dân Việt hết đau phiêu bạt sương gió, nguyện hướng trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mình bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, ôi trông khơi rừng rừng còn xa, núi rừng ơi học đau nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nỗi nghiện chung dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất. Dâng bóng dâng cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở. Ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở. Ngày trong mơ, ngày sống nuôi đời chờ. Rồi bây giờ chị Kim có góp gì không để Pha đọc thêm vài bài thơ nữa? Đọc. Thơ của Tổng thống thì bây giờ hồi nãy Pha đã nói là nếu mà nói đọc thơ á, thì hồi nãy giờ buồn không à. Nhưng mà thôi mình đọc bài thơ quê tôi để biết đất nước Việt Nam á, rồi mới ta có tổng thống. Chứ nếu mà quê hương đất nước Việt Nam á, mà không có tang thương, không có bị cộng sản cầm quyền hà hiếp dân lành, thì Pha nghĩ là chúng ta không có tổng thống. Tại vì ai làm tổng thống, thủ tướng cũng được, nhưng mà phải biết thương yêu dân thì nó mới vĩnh viễn lâu bền. Mấy 40 mấy năm nay đã chứng minh rất là rõ ràng. Một cái chế độ nào cũng vậy, mà không biết thương dân, không có được lòng dân, thì chế độ đó sẽ bị giải thể. Mà nhất là Cộng sản Việt Nam, là đã nói Cộng sản thì không bao giờ biết thương dân. Tại vì nếu biết thương dân thì đâu có đánh đập dân. Nếu biết thương dân thì không có bỏ bom năm 1968 trong cái chết Tết Mậu Thân mà giết biết bao nhiêu người, trong khi mà tất cả toàn dân đang ăn Tết. Đó là cái chứng minh rất là rõ ràng cho chúng ta.
Hồi nãy thì Pha đọc cái bài thơ, bây giờ Pha xin đọc cái bài thơ khác. Hồi nãy chị Kim là đọc cái bài thơ, bây giờ đọc cái bài thơ qua tôi chị Kim. Chị Kim đọc bài thơ này. Thôi bây giờ đọc bài thơ quê tôi đi, rồi bắt đầu Hoa sẽ đọc những bài thơ của Phú Nhân. Hoặc cái này nhỏ quá vậy. Bài thơ quê tôi, Hoa xin đọc. Rồi, nó nhỏ. Tại trong cái điện thoại này xíu. Quê tôi những dòng sông dài ngắn, mà quân thù làm dẫn đục nước trong, làm bơ vơ sóng bạc giữa dòng, bao đau thương nổi trôi chìm đắm. Quê tôi những mái nhà yên ấm, dương khói lam vàng úm nắng chiều, mà kẻ thù làm lạnh đất trơ hiên, trong xó bếp vẫn còn đầy xương sầu. Quê tôi những dòng son thơ yêu dấu. Người dân lần đồng lần đồng quá sao vậy chưa chứ? Mà kẻ thù làm trộn tấu khúc tương tranh, làm soi gan những trẻ dại hiền lành, không đủ ăn nhưng dư thừa thù hận. Quê tôi những người dân lận đận, tất bật sống chiều không đủ bụng rau, chỉ còn tình thương chia sẻ cho nhau. Thật đau lòng khi cùng manh áo rách, nhưng quê tôi chưa bao giờ ngăn cách. Trong lòng người bôn bạc bốn phương, trong yêu thương khắp phố khắp phường, cả những khi quân thù chia cách, hãy nhìn nhau xem ai còn ai mất. Hẹn một ngày cùng thắp nén nhang thiên, tỏ hương thơm cởi bỏ xích xiềng, đau mặt lại gọi nhau là dân Việt. Hãy nói to lên cho thế giới biết, chẳng có gì ngăn cản cội nguồn, tìm đến nhau triệu triệu muôn muôn, con tim đỏ Việt Nam yêu dấu. Nam Quán, mùa đông năm 2001. Thì hồi nãy Pha cũng đã đọc cái bài thơ năm 2001. Thì đây cũng là một bài thơ 2001. Thì anh chị em thấy là lúc năm 2000-2001, hầu như nếu mà đã nói có lần, thì Tổng thống có tâm sự rằng Tổng thống nghĩ rằng cứu lấy đất nước Việt Nam không có nghĩ là lâu như vậy. Nghĩ rằng trong cái công cuộc mà đấu tranh này có thể chừng mười mấy năm là đã giải quyết được cái chuyện tình hình đất nước. Nhưng mà không ngờ là ròng rã gần 30 năm. Thì 2001 như Pha đã nói là 18 năm về trước. Nếu mà một người không có cái tấm lòng mà kiên trì, chịu đựng, thì Pha nghĩ á, có thể cũng đã bỏ cuộc, không có chịu đựng nổi. Không phải là chúng ta đối đầu với Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng, mà chúng ta còn đối đầu với Cộng sản miền Nam đang lan tràn ở hải ngoại này, nhất là ở Mỹ. Thành ra đó là một cuộc chiến mà phải nói đầy gai trong và đầy thử thách mà Tổng thống đã vượt qua cho đến hôm nay. Thì năm 2001, bây giờ là 2019, tức là 10, như hồi nãy Pha đã nói, 18 năm. Thì có thể tất cả mình chỉ nghĩ là hiện giờ mình nói 18 năm hay 30 năm, mình nói nó rất là nhanh, nhưng mà cái thời gian nó không nhanh. Thời gian mà mình thấy là nó quá dài luôn. Hồi nãy Pha có đọc con U hoài chứ. Không biết là hồi nãy Pha có đọc cái bài thơ này chưa? Chưa. U hoài đọc chưa? Chưa. Vậy thì bây giờ Pha đọc cái bài thơ U hoài năm 1992. Thì hôm nay đặc biệt là Pha đọc tất cả những bài thơ cho anh chị em nghe. Cái bài thơ này là U hoài. Cát bụi cát che mờ trăng vấn dương, buông câu vạn lý suốt canh trường, giấc nồng thổn thức người tri kỷ, đêm lạnh vấn dương kẻ lạc đường.
trời đất mênh mông trơ bóng nguyệt, gió mây dần vũ khúc tâm thường, bên đèn hiu hắt lòng cô quạnh, trăm mối lo toan ai có thương. Thì cũng là hai câu cuối cùng mà Tổng thống nhấn mạnh. Thì năm 1992, lúc đó Tổng thống chỉ vào tù nghĩa đường được một năm mà thôi. Thì anh chị em đã nghe là Khoa đọc nhấn mạnh hai cái câu cuối cùng. Chỉ hai cái câu cuối cùng là chúng ta đã biết mỗi lòng của một người. Bên đèn hiu hắt lòng cô quạnh, trăm mối lo toan ai có thương. Thì chúng ta chỉ cần đọc hai cái câu đó là chúng ta đã biết nỗi lòng của một người. Lo thì rất là nhiều chuyện cho đất nước Việt Nam, mà dân tộc Việt Nam hay là tất cả những người mà nói là đấu tranh, những người mà có tấm lòng yêu quê hương đất nước cũng chưa bao giờ cảm nhận được. Nên nó chuyển lời thơ là giống như miêu tả cái sự quạnh quẽ và cái sự lo lắng và cái sự nỗi lòng mà nó phải nói là ở tù nghĩa đường anh chị em. Tưởng tượng là ở đó, nếu mà chúng ta ở một cái khu đất hoang vu, cây cỏ tùm, có chó sói, ban đêm thì phải nói là nó cái gì thì kêu gần tịch mịch đó, thì chúng ta có ở được hay không? Bây giờ chúng ta chỉ cần ra ngoài thôn quê, chúng ta đi cắm trại chỉ vài ngày là chúng ta muốn đi về rồi. Chứ đừng nói là chúng ta đi vào đó để chịu đựng một thời gian rất là dài như vậy. Đó là một cái tâm nguyện và một cái lòng hy sinh và kiên nhẫn của Tổng thống Đào Minh Quân. Thì bây giờ ta nghĩ là chúng ta sẽ đọc những cái bài thơ mà nè, có nhiều bài thơ lắm. Thì hiện giờ nãy giờ Pha cứ ngồi đây mà Pha... tại nó quá nhiều nên Khoa sẽ đọc những cái bài thơ nó thích hợp với hôm nay mình nói. Còn những bài thơ khác thì Khoa sẽ đọc tiếp. Thì bây giờ thôi mình đọc những cái bài thơ mà Tổng thống đã gửi tặng cho phu nhân. Và những cái bài thơ mà bây giờ nãy giờ mình nói chuyện đất nước. Thì bây giờ đất nước đã sắp được tự do. Thì cái tâm nguyện của Tổng thống đã sắp hoàn thành. Và có thể Tổng thống cũng sắp hoàn thành cái tâm nguyện mà hứa với phu nhân là em cùng ta vui bước đào ca nãy Pha đọc đó. Thì bây giờ Pha xin đọc cái bài thơ mà tặng sinh nhật của Tổng thống Đào Minh Quân, lúc mà tặng cho phu nhân lúc mà sinh nhật. Tặng sinh, cái này là để tặng sinh nhật. Thì Pha xin đọc: sinh nhật em, ta có chút quà, phải dài năm tháng mới tìm ra. Chân tình một tấm mềm hơn lụa, hiếu nghĩa hai đường thấm ngát hương. Thấm ngát hoa, xin lỗi. Hiếu nghĩa hai đường thấm ngát hoa, đang tắm lòng này đầy chuỗi ngọc thành. Cái này thôi bây giờ đọc lại, thôi bây giờ Pha đọc lại đi, tại vì có một hai chữ đọc thì nó không còn hay nữa, thì Pha xin đọc lại từ đầu. Sinh nhật em ta có chút quà, phải dày năm tháng mới tìm ra. Chân tình một tấm mềm hơn lụa, hiếu nghĩa hai đường thấm ngát qua, đang tắm lòng này thành chuỗi ngọc. Kết tim mốc đó tợ trân châu, tặng em dương nữ gia đình sập, một đời ủ trọn nghĩa tình thâm. Thì năm tháng 8, ngày 8 tháng 12 năm 2005. Thì không biết là cái tổng thống là mà tặng cái bài thơ này lúc nào, ngày nào thì không biết. Rồi bây giờ còn cái bài thơ nữa. Hồi nãy mình lấy, bây giờ nó chạy đó. Còn một bài thơ tặng quà nữa. Bài thơ này là anh chị em đọc là anh chị em nghe là anh chị em thấy vui liền à. Nên hồi nãy giờ nghe buồn lắm, bây giờ vui trở lại chút đi, chứ bây giờ nếu mà đọc còn là buồn không. Đây.
Rồi, Pha xin đọc cái bài thơ này nè. Tạ ơn. Tạ ơn trời, tạ ơn cha mẹ ban phước cho em đến với ta. Thoáng cõi đời tràn đầy hỷ nộ, tận tâm hồn phủ ngập hương hoa. Đêm vàng sánh bước lung trăng tỏ, tóc bạc chung tình thoáng gió xa. Ta lắng nghe tim tràn ngập bóng, một thời sắc nhỏ đáng yêu thương. Đọc thơ cái này nữa bị tổng nói thơ thì mình lại thì sửa. Thì cái câu một thời sắc nhỏ đáng thương qua mà xin lỗi là ba đọc và nó thiếu một câu vậy. Xin lỗi tổng thống nghe cái này, tổng thống nói thơ của tôi mà cũng sửa luôn nữa, không phải sửa mà đọc nhanh quá. Nhanh quá. Thì đây cái bài thơ là đó, tới bài thơ mà tạ ơn trời, tạ ơn cha mẹ đã ban cho tổng thống một vị phu nhân phải nói là rất là đảm đang và dám hy sinh và có đầy lòng chịu đựng để mà cùng tổng thống đi cho suốt cái cuộc hành trình này. Để bây giờ Pha đọc tiếp, Pha đọc thêm vài câu bài thơ nữa nè. Hôm nay đặc biệt là đem thơ ra đọc. Thì cái bài thơ này thì năm bài thơ hồi âm của tổng thống năm 2002 nè, cái tựa là hồi âm. Ta biết chứ ngày xưa em quá dại, chẳng yêu ai mà lại yêu ta. Đây, tổng thống mà mày chung tình không? Bây giờ một thời lỡ hiến cho quê mẹ, canh cánh tình riêng mối tình xa. Xa trong ngàn nhớ lòng sâu thẳm, gần tựa chim bao sợ mộng tan. 600 năm trước hồn vẫn gọi, trăng gác thềm tây mới chợt hay. Tháng 1 2002. Bây giờ mà tòa phu nhân là nói là lỡ dậy tổng thống bây giờ phải chịu thôi chứ không có cách nào. Trong cái chị Pha mới nói là lỡ dậy yêu tổng thống đó, thì Kim cũng nghe được cái câu chuyện này, thì Kim kể cho quý cô dì chú bác anh chị em nghe để hiểu được là tổng thống yêu đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam đến mức độ nào. Tại vì nghe một người kể lại là phu nhân kể ngài tổng thống đi xa nhà, nói đi một tháng mà ngài đi biển biệt cả năm ba chưa năm. Có về ba năm chưa có về, mà ngài cứ đi như vậy. Và hôm Kim đi qua Mỹ thì Kim cũng nghe phu nhân nói mỗi một lần ngài đi xa thì ngài đặt một bài thơ. Và cứ như vậy, cái thời gian như vậy là ngài cứ đi hoài, và mỗi lần đi đặt một bài. Thì đó là chính Kim nghe được phu nhân đúng nói à. Còn Kim nghe một đồng nhiệm kể là phu nhân nói ngài cứ đi như vậy, thì đồng nhiệm nó mới nói là tại sao phu nhân chịu đựng được khi một cái tâm trạng giống như mình, mà người chồng mình cứ bỏ nhà đi hoài mà đi lâu như vậy, mà tại sao mà phu nhân chịu được. Thì phu nhân mới trả lời như thế này. Phu nhân nói phải chịu được thôi, nếu không chịu được thà ngài bỏ vợ chứ không bỏ đất nước Việt Nam, không bỏ dân tộc Việt Nam, không bỏ người dân Việt Nam. Thì như vậy tấm lòng ngài đã cống hiến cho người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam vô bờ bến, mà ngay cả phu nhân cũng phải chịu hy sinh. Thì nghe cái câu đó Kim rất là cảm động, tại vì phu nhân rất thương yêu tổng thống, cho nên phu nhân phải chịu để cho ngài hy sinh cho đất nước, và phải chịu cảnh một mình nuôi đàn con,
và nuôi cả mẹ già, trong khi ngài phải ra đi để thầy ngài tìm cách nào. Nhưng mà ở một điều ở đây mà Kim muốn nhắc nhở người dân Việt Nam phải nhìn thấy được điều này: tại sao ngài phải bỏ gia đình, ngài phải đi vào trong tụ nghĩa đường để làm gì? Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam phải trường tồn, cho nên ngài phải tìm ra con đường nào để cứu người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam bằng cách không đổ máu. Chứ còn mà cứu bằng cách súng đạn thì nó dễ rồi. Thế giới tự do cứ đem bom thả xuống Việt Nam là tiêu hết trơn dân Việt. Như vậy là có hòa bình đó. Sau đó có hòa bình nhưng mà dân tộc Việt Nam không còn đâu hết trơn đó. Đó là vậy đó. Cho nên ngài phải tìm ra con đường nào, cách nào để cứu đất nước Việt Nam mà người dân Việt Nam vẫn tồn tại. Đó là tại sao phải chịu đựng thời gian lâu như vậy. Còn những người ở Việt Nam mà nghĩ một cách đơn giản, tưởng là Cộng sản thắng và thế giới tự do đang thua, thì nghĩ là ngài cứu đất nước Việt Nam một cách đơn giản, không có đâu. Cứu bằng cách là người Việt còn tồn tại thì nó mới là khó, chứ còn cứu mà chết hết thì nó dễ thôi. Nó rất là dễ. Mỹ bây giờ vũ khí rất là tối tân, nghĩa là Mỹ mà đem ra mà bom nguyên tử thả một cái chết ráo hết trơn rồi. Vậy cứu như vậy là cái người nào mà đánh trận á, mà số người chết càng ít thì cái người đó mới là người danh tướng, như là tướng tài. Còn cái người nào mà ra trận mà chết ráo hết trơn người đó, dễ ợt à, chẳng có tài cán gì cả, cứ đem ra nướng dân thì chết hết thôi. Có cái câu gì mà nói dạ thưa gì dạ dạ để báo cáo dân quân địch chết bà, quân ta chết ráo. Thì cho nên cái người tướng mà ra cầm quân mà quân được giữ tròn, giữ vẹn hết đầy đủ khi trở về, người đó mới là tướng tài. Còn cái người tướng mà đi ra trận chết ráo hết trơn thì có tài cán gì đâu. Người dân Việt Nam nghĩ thôi, có phải Kim nói như vậy có đúng hay không? Rất là đơn giản. Khi mà ra trận mà cứ cầm quân ra cái là cứ chết rụi hết trơn, dễ ợt. Còn mình đi ra trận mà giữ được người quân lính của mình đi trở về ngay cả ngày cầm cái đội hắc hổ của ngài đó, thì ngài chỉ huy như 54 người trong đó có ngài 53 mà không có chết mà còn nguyên hết. Những ngày mà khi tới 75 á thì mỗi người đi về bình yên hết. Như vậy mới là tướng tài, chứ còn người lãnh đạo mà chết ráo trơn thì có gì là tài cán. Đó thì bây giờ là Kim cũng nhắc nhở cái người cộng sản ngày xưa đó, họ chỉ có nón ta bèo với đồ dép râu. Và tại sao mà Mỹ rút và Việt Nam Cộng Hòa phải đi lưu vong để tìm ra cách nào đánh cộng sản mà không chết dân? Và bây giờ là cái lúc thời điểm nó đã đến, có nghĩa là ngày xưa đó người cộng sản là không có táo, cho nên bây giờ thì cho họ ra thế giới bên ngoài và giao thương qua lại đó, thì giờ họ rất là giàu. Khi họ giàu có nghĩa là họ đã có tóc rồi, thì thế giới tự do mới đang nắm cái tóc đó mới được, chứ còn họ trọc đầu đâu nắm được gì đâu. Họ chỉ xài lục rừng không nắm được gì hết. Có nón tai bèo, đôi dép râu thì như vậy họ giết bao nhiêu người rồi lấy được cái gì? Nón tai bèo, đôi dép râu đâu lấy được gì đâu. Đợi khi nào họ đủ tiền rồi mình mới kiện họ ra tòa án được. Cho nên hiện tại bây giờ những đồng tiền của họ sắp sửa bị phong tỏa. Người dân Việt Nam phải thấy được điều đó. Thấy được điều đó để cùng mỗi người góp một bàn tay. Và ngài Tổng thống Đào Minh Quân đang cứu người dân Việt Nam và đang song hành với Hoa Kỳ và thế giới tự do. Cho nên chúng ta đang ở thế thượng phong, chứ chúng ta không có phải là chúng ta ở thế giới mà tổng thống á, hay nói câu á, là trên bàn cờ á, thì cái cờ đỏ và cờ xanh á, con cờ á, thì bây giờ đến phiên cái con cờ xanh của chúng ta đi đó, bên phía chúng ta đi.
Thành ra chúng ta đang ở thế thượng phong, người dân Việt Nam phải biết điều đó và phải thể hiện cái quyền của mình được trưng cầu dân ý, được nói lên chính kiến của mình. Bao nhiêu năm nay ở Việt Nam có bao giờ họ cho người dân Việt Nam nói lên tiếng nói của mình hay không? Hay là họ chỉ có cử ra rồi đảng họ bầu, mà ngay cả ra thế giới họ cũng muốn gạt thế giới là nói là những người lãnh đạo ở Việt Nam đó là do dân bầu lên 100% nữa. Ở bên Mỹ cũng chưa có ai bầu 100% hết trơn, tại vì có người đi bầu, có người không. Thành ra cái con số 100% đó là thí dụ như là 10 người đi bầu thì nói trong số 100 người có 10 người đi bầu đó, thì 10 người đó thì cũng có thể gọi 100%. Nhưng mà ở Việt Nam thì đâu có ai bầu đâu mà 100%. Họ tự đưa lên rồi, và những người đó là họ đề cử lên thôi. Cho nên người dân Việt Nam bây giờ đang được thoát ra khỏi cái chế độ độc tài cộng sản thì nên biết là mình đang có một cái quyền để chọn ra chính kiến của mình, thì nên nhanh tay lên để tránh cái họa diệt vong là chiến tranh sẽ xảy ra và người dân Việt Nam phải trả một cái giá rất đắt và đau thương chết chóc rất là nhiều. Những ngày sắp tới, Kim cũng cầu mong ơn trên gia hộ cho đất nước Việt Nam sẽ thức tỉnh, người dân Việt Nam thức tỉnh để đưa tay ra cho Ngài Đào Minh Quân cứu, và thế giới tự do cũng theo giúp đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ được những ngày no ấm. Còn nếu mà chúng ta chậm thì có thể Tàu Cộng họ không có chịu nhả cái miếng mồi của họ ra. Thì Kim nói cái nó giống như một cái trường hợp như thế này, là một con khỉ mà nó đang bóc cái đồ ăn ở trong một cái lỗ. Thì khi mà nó thấy cái món mồi đó, nó bóc cái đồ ăn đó, nhưng mà khi bóc đó, thì cái tai nó rộng ra và đi qua một cái lỗ đó không có lọt, mà nó cứ ráng bóc cái đồ ăn đó. Nhưng mà nếu nó nhả cái miếng mồi ra thì là nó sẽ rút cái tay ra được. Bây giờ thì cộng sản nó cũng y như vậy, có nghĩa là nó đang muốn nắm Việt Nam, mà thế giới tự do đã cho nó một cái cơ hội để nó buông nước Việt Nam ra, mà nó chẳng chịu buông, giống như con khỉ mà đang nắm cái mồi đó. Như vậy là nếu người dân Việt Nam không hiểu được vấn đề đó và cứ kêu là ù cạc cạc đó, là không có quan tâm gì tới cái tình hình của mình đang gặp nguy hiểm sắp tới, thì Tàu Cộng họ không có buông cái miếng mồi của Việt Nam ra thì họa chiến tranh nó sẽ xảy ra, và chiến tranh thì chết chóc rất là nhiều, tại vì vũ khí bây giờ đã tối tân nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Cho nên là Kim cũng kêu gọi tất cả ai là người dân Việt Nam, những người bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, những người bộ đội, những người công an trong đảng Cộng sản cũng quy về một mối. Vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải cho thế giới biết là người Việt Nam muốn trường tồn, và cho thế giới biết chúng ta là người Việt Nam chứ chúng ta không phải là người Tàu. Tại vì bây giờ chiến tranh bây giờ đang muốn phân biệt, phân định rõ ràng người Tàu và người Việt. Giữa Tàu với Việt chúng ta cũng giống nhau thôi, người da vàng giống nhau, khác nhau ở cái tiếng nói. Và thậm chí bây giờ người Tàu đã vào trong Việt Nam và họ cũng học được tiếng Việt rất là nhiều. Những người bên đảng Cộng sản Việt Nam thì lâu năm họ cũng nói được tiếng Việt rất là nhiều. Cho nên nếu mà họ muốn quay về với chính nghĩa quốc gia, họ muốn về với Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì Ngài Đào Minh Quân vẫn đón nhận như thường. Thậm chí người Tàu nào mà muốn ở đất nước Việt Nam, mà đã vào nước Việt Nam mà trưng cầu dân ý thì Ngài cũng cho, chứ không phải là Ngài đuổi. Nhưng người nào theo Cộng sản thì phải đuổi ra khỏi đất nước Việt Nam, chắc chắn là như vậy. Tại vì thế giới tự do không chứa chấp Cộng sản nữa. Và Ngài Tổng thống Donald Trump cũng có nói là nếu mà một số lớn những người lương thiện không đối đầu với một vài kẻ xấu
thì e rằng kẻ xấu sẽ lên ngôi. Cho nên người dân Việt Nam phải biết chúng ta là những người ở là những người chính nghĩa, thì chúng ta phải biết dùng cái chính nghĩa của mình để đối đầu với những kẻ xấu, mà kẻ xấu đó họ ít chân có nhiều. Trên thế giới thì thế giới tự do nó đông hơn là cộng sản. Nhưng nếu chúng ta không đứng lên, đứng lên bằng cách là chúng ta trưng cầu dân ý, nói lên tiếng nói của mình, thì họa diệt vong nó mới chấm dứt, cộng sản mới không có thống trị thế giới. Còn nếu chúng ta không chịu đối đầu thì cộng sản sẽ tràn lan khắp thế giới và họa diệt vong không thể tưởng tượng mà nói. Kim nói tới đó thì người dân Việt Nam phải thức tỉnh lên, đừng có mê mờ nữa. Thì bây giờ nó cũng dài, cái live stream cũng dài, thì Pha đọc thêm hai bài thơ của Tổng thống Đào Minh Quân nữa, thì chúng ta sẽ hát một bản nhạc và kết thúc. Thì đây cũng là bài thơ tặng vợ hiền. Pha xin đọc. Trăng khuya trong sáng thấu lòng ta, tha thiết nhớ nhung em ở nhà. Ngón bút ngày nào còn trắng mịn, tóc thề dạo ấy vẫn thanh cao. Êm đềm so dịu khi buồn bực, an ủi mênh mang lúc thiết tha. Mãi mãi tình yêu này bất diệt, trong hồn, trong máu, trong tim ta. Cuộc đời sóng gió như vô tận, vàng đá đã pha có phai, tình không phai. Nam Quán năm 1992. Và đây còn một cái hai cái câu thơ này nghe là biết tổng, mà tại vì Pha đã viết cái tựa là có ai chung thủy hơn Tổng thống Đào Minh Quân, thì Pha đọc thêm hai cái câu này là biết Tổng thống có chung thủy hay không. Rất là ngắn và gọn. Trăng kia có lúc rơi tròn, lòng ta vẫn sáng, vẫn còn yêu em. Nam Quán tháng 1, ngày 19 tháng 1 năm 2000. Thì anh chị em nghe, mà nếu mà tất cả đàn ông hay chồng gì mà tặng cho mình hai cái câu thơ này là có thể là mình biết chồng của mình có chung thủy. Mà Tổng thống á, là Pha đọc mà Pha còn nói với ông xã là Pha nói trời ơi, Tổng thống chung thủy ghê luôn á. Rồi bây giờ Pha sẽ đọc một cái bài thơ tặng quà để kết thúc. Đây là bài thơ Vui. Thì hồi nãy giờ mình đọc, mình kể về đất nước. Tuy rằng Tổng thống là yêu đất nước Việt Nam của chúng ta, nhưng mà không phải là Tổng thống hơn hẳn phu nhân, nên mới có là Tổng thống phu nhân là chung thủy hơn ai hết á. Tại vì hiện bây giờ mà chị Kim có qua bên Mỹ đó, thì nếu mà nhìn thấy cái cảnh Tổng thống và phu nhân thì mình biết là hai ông bà rất là yêu thương nhau. Và phu nhân chăm sóc Tổng thống rất là ân cần. Thì Pha xin đọc cái bài thơ quà. Bài thơ này rất là vui. Có thể hồi lúc mới đầu mà phu nhân đọc cho Pha là Pha cứ Pha xin nói xin cái bài thơ này về. Thì cái bài thơ có cái tựa là quà. Anh lạc đến phố xa, mong tìm được món quà tặng em ngày sinh nhật. Thay chút lòng cảm tạ, chân tình em cho ta. Nhưng nhìn lại nhìn qua, chẳng có gì hiếm lạ, vì em là vô giá. Mọi vật được anh xem đều không xứng với em. Nam Quán năm 1998. Thì Tổng thống phu nhân có làm thêm một câu, khi mà Tổng thống đọc cái bài thơ này cho Hoa và quý đồng nhiệm nghe, thì Tổng thống có thêm một câu nữa. Nên đây có hai cái câu cuối cùng, thì Hoa thường đọc nhấn mạnh hai câu: mọi vật được anh xem đều không xứng với em. Rồi Tổng thống phu nhân làm thêm câu nữa: nên không mua gì cả. Thì mỗi khi mà sinh nhật là Tổng thống này Hà cũng là cứ bằng để tiền cứu nước hay gì, không có mua quà. Tỷ viết một bài thơ khoảng 5 phút là tặng cho phu nhân. Mà bao nhiêu đó mà Tổng thống và phu nhân đã gắn bó từ hồi son trẻ cho tới giờ. Thì có dịp Pha sẽ kể những câu chuyện mà Pha được Tổng thống và phu nhân kể hồi thời mà
tổng thống và phu nhân mới quen nhau, yêu nhau, và cái fit, cái tánh tình của một vị tổng thống là như thế nào, hẹn cái live stream lần sau thì Pha sẽ kể, Pha được nghe từ là kể của phu nhân và tổng thống. Thì bây giờ live stream cũng dài rồi, đó là tất cả những bài thơ, những nỗi niềm của tổng thống và những bài thơ đã chứng minh là tấm lòng của tổng thống giàu thương yêu quê hương đất nước Việt Nam, nhưng mà vẫn có một cái tấm lòng chung thủy mà không có phải nói là Pha không biết là có ai nghĩ rằng mình làm một cái chuyện quá to lớn mà phải vừa lo chuyện đất nước, cứu ra dân tộc Việt Nam chúng ta, mà muốn cho dân tộc Việt Nam chúng ta không tan thương chết chóc, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, mà phải dọn dẹn toàn cái tình yêu thương chung thủy với một người vợ thương yêu của mình. Đó là một điều không dễ làm, nhưng mà tổng thống đã làm được, và phu nhân cũng là một người đã đảm đang lo chăm sóc chồng con gia đình để mà đứng sau lưng tổng thống Đào Minh Quân, để cho tổng thống vững lòng tin để mà có thể giải thể cái chế độ cộng sản Việt Nam, cứu dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì nói tóm lại, đất nước Việt Nam chúng ta rất là may mắn có tổng thống và phu nhân là những người dám hy sinh, dám đương đầu để cứu lấy dân tộc Việt Nam chúng ta thoát thảm họa diệt vong 2020, đó là cái mật nghị thành đô. Thì hiện giờ đất nước Việt Nam chúng ta đã có tia hy vọng, mong rằng tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi mạnh mẽ lên tham gia trưng cầu dân ý, ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, đem tự do, dân chủ, nhân quyền về trên quê hương Việt Nam của chúng ta, để cho người dân Việt Nam chúng ta thoát khỏi ách thống trị của Cộng sản Việt Nam và được ngẩng cao đầu với thế giới. Thì bây giờ Pha mời tất cả anh chị em hãy nghe một cái bài hát trưng cầu dân ý. Cái bài hát để mà thay thế cho cái lời mời gọi. Trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân, nhưng mà bây giờ tổng thống Đào Minh Quân đã là tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa,
Thành ra bây giờ chúng ta tiếp tục trưng cầu dân ý ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân để đưa nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trên quê hương Việt Nam của chúng ta một ngày sớm nhất. Đó là một tin vui sắp đến cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Thì không biết chị Kim có đóng góp gì không, hay là chúng ta ba câu giờ đứng dậy để mình vậy, bây giờ thôi à, bây giờ mà chào trước đây. Chào trước ha, đứng trước à, thôi trước đi, hôn trước, hôn trước. Chị Kim là bây giờ có đầy đủ tinh thần mà giống như là chị Kim nó nói là mình nghĩ chưa già, già mà chưa tại vì thật ra có nhiều người á thì nói là tôi lớn tuổi rồi tôi không có làm gì được, tôi 60 năm mấy đại khái vậy. Thì Pha thường hay nói vậy, ủa Tổng thống Đào Minh Quân bây giờ 6 mấy tuổi Tổng thống còn làm, còn mấy anh á thì mới có 60 à, 50 mấy, mà mấy anh nói mấy anh già vậy, Tổng thống 6 mấy sao Tổng thống không già không nghỉ. Thì tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta lớn tuổi chúng ta không làm được thì chúng ta dùng cái tiếng nói của mình rỉ tai kêu gọi trưng cầu dân ý. Cái đó Pha nghĩ rằng chắc chắn là tất cả anh chị em, cô chú bác đều ai cũng có thể làm được. Một tiếng nói có thể cứu lấy đất nước, một tiếng nói có thể đem niềm vui, đem tình thương về cho quê hương Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta đừng có tiếc gì mà không nói. Hãy kêu gọi tất cả đoàn kết lại, mỗi người một lá phiếu trưng cầu dân ý, nói lên tiếng nói của mình là giải thể cái chế độ Cộng sản Việt Nam để đưa một nền tự do, ấm no, hạnh phúc về cho quê hương Việt Nam với một vị Tổng thống rất là thương yêu dân, đặt đạo đức lên trên hàng đầu, nên mới có cái câu là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, còn diệt cộng, bỏ cộng còn diệt, diệt không giết diệt. Đó, những cái câu khẩu hiệu đó nói lên một chính phủ đầy lòng thương yêu người dân, muốn lo cho người dân có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thì thôi bây giờ Pha và chị Kim xin đứng lên để đứng lên để mà nêu ba cái câu cất cao, cất cao là thề son sắt, rồi để chào tạm biệt. Kim xin đại diện cất cao lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất, bất khuất, cương thổ Việt bất phân, bất phân, bất phân, bất phân, nhân dân Việt bất ly, bất ly, bất ly, bất ly. Vậy thì mình thắng Cộng sản Việt Nam chắc luôn. Thì Pha Lê xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm cùng tất cả đồng bào, cô chú bác trong và ngoài nước. Chúc một đêm ngủ ngon và chờ đón tin vui của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Xin trân trọng kính chào tạm biệt. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân. Kính chúc Ngài và phu nhân một đêm an lành, thân tâm thường lạc. Kính chúc quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý đồng nhiệm cũng một đêm ngủ ngon và có nhiều sức khỏe. Kính chúc quý cô dì chú bác, anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe và giữ niềm tin, giữ vững niềm tin để một ngày mai tươi sáng, Ngài Tổng thống Đào Minh Quân sẽ đem cơm no áo ấm, hạnh phúc về cho dân tộc Việt Nam. Kim xin trân trọng kính chào. Kính chào tạm biệt.